Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 22. Tiền Hân Đồng nhìn anh ngẩn người, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý của kẻ chuyên thuần phục, nói, thực ra anh cũng không cần nghĩ nhiều, lần trước tôi đã cho anh tất cả tài sản cá nhân của tôi, cho nên bây giờ mọi thứ ở đây, kể cả căn phòng này, và cả tôi, đều là của anh. Lúc nói đến câu cuối cùng, trong mắt cô ta chỉ còn lại vẻ dịu dàng tình tứ. Cô ta nhẹ nhàng cởi dây áo, chiếc váy ngủ lụa thật trượt xuống từ trên người như nước. Lý Dục Thần cảm thấy hơi đau đầu, khẽ day huyệt thái dương, sau đó vung tay, trong lòng bỗng nổi lên một trận gió, cuốn cái chăn trên giường lên, bao bọc lấy Tiền Hân Đồng. Ây ai, Tiền Hân Đồng kêu một tiếng, anh. Nhưng cô ta còn chưa nói hết, đã bị cái chăn quấn thật chặt, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, rơi vào trong bụi cỏ không xa. Bên tai vang lên giọng của Lý Dục Thần, một sơn trang lớn như này, cô cả Tiền chắc không chỉ có mỗi chỗ này ngủ. Được chứ phải không? Tiền Hân Đồng tức bừng bừng đứng lên, đang định nói, thì nghe Lý Dục Thần gọi. A Hoa, đóng rèm cửa sổ. A Hoa, tắt đèn. Rèm cửa sổ soạt soạt kéo lại, đèn cũng tắt. Chỉ còn lại ánh trăng chiếu lên người Tiền Hân Đồng, sáng thướt tha dịu dàng. Tiền Hân Đồng tức không chịu nổi, nhưng nghe hai câu cuối của Lý Dục Thần, bỗng phụt một tiếng phì cười. Phía xa có ánh sáng đèn pin đang di chuyển về bên này. Tiền Hân Đồng biết là bảo vệ tuần đêm, vội vàng nhặt chăn lên, quấn thật chặt. Ai đang ở đó, bảo vệ hô nói. Ánh đèn pin chiếu lên mặt Tiền Hân Đồng, khiến cô ta chói mắt không mở được. Cô cả, sao cô lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì phải không? Không sao, tôi chỉ đi dạo quanh thôi, Tiền Hân Đồng nói cho qua chuyện. Bảo vệ nhìn trời, hôm nay cũng không lạnh lắm, cô cả, sao cô quấn chăn bông thế, có phải bị cảm không? Ôi trời, tôi không sao, Tiền Hân Đồng không muốn nói nhiều, quấn chăn, vội vàng bỏ đi. Bảo vệ thộn mặt, nhìn về hướng cô cả rời đi, lại nhìn tinh xá phía trước, như hiểu ra điều gì. Lý Dục Thần ngồi thiền trong phòng cả đêm. Địa khí của Sơn Trang Ngô Việt rất tốt, chính là nơi tốt phong thủy hội tụ của Tiền Đường, chẳng trách có cái tên Ngô Sơn Thiên Phong. Lúc sáng sớm, nữ giúp việc của nhà họ Tiền đến mời anh đi ăn sáng. Lý Dục Thần theo đến nhà ăn, phát hiện Tiền Nhược Vọng, Tiền Khôn và Tiền Hân Đồng đều có mặt, ngay cả Trí Nhẫn và Vô Hoa cũng đã đến. Lúc Tiền Hân Đồng nhìn thấy anh, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Lý Dục Thần coi như không nhìn thấy, chào hỏi mọi người, ngồi xuống ăn sáng. Bữa sáng của nhà họ Tiền rất đơn giản, màn thầu chay và hoành thánh, thêm mấy món ăn kèm tinh tế, gần giống như gia đình bình thường, không hề có khí phái hào môn chút nào. Nhưng càng mộc mạc như vậy, càng có thể thể hiện ra căn cơ của thế gia đệ nhất Giang Nam. Ăn khá no, Tiền Khôn chuẩn bị cùng Lý Dục Thần đến Đồng Khánh Đường. Tiền Hân Đồng nói, cháu cũng muốn đi. Tiền Khôn nghiêm mặt, nói, cháu đi làm gì, một cô gái, cả ngày lộ mặt ra ngoài, còn ra thể thống gì. Ở nhà với ông nội cháu đi. Tiền Hân Đồng bất mãn nói, ông cả, tư tưởng của ông từ đời nào rồi, con gái thì làm sao, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Tiền Khôn cười nói, lại còn nửa bầu trời cơ. Sao ông nghe nói, tối qua có người trần chuồng bị người ta ném ra từ cửa sổ. Ông cả. Tiền Hân Đồng che mặt rậm chân. Cả nhà ăn cười ồ lên. Lý Dục Thần bỗng cảm thấy, cả nhà họ Tiền đều rất thú vị. Nếu đổi thành hào môn khác, nhất định sẽ luôn miệng nói đến danh tiếng, tuyệt đối sẽ không cười đùa như này. Nhưng nhà họ Tiền giản dị như dân thường này, lại là thế gia siêu cấp truyền thừa hơn ngàn năm. Trí Nhẫn cười nói, để cô bé đi đi, gia chủ Tiền đã có tôi ở đây. Vô Hoa, cậu cũng đi đi, mở rộng kiến thức thủ đoạn tiên nhân thực sự. Vô Hoa gật đầu vâng lời. Ba người nhà họ Tiền thầm kinh ngạc trong lòng vì cách dùng từ của Trí Nhẫn, thủ đoạn tiên nhân, đương nhiên là nói. Lý Dục Thần. Trí Nhẫn chưa từng nói bừa, chẳng lẽ cậu Lý này. Lúc Tiền Hân Đồng lại nhìn sang Lý Dục Thần, trong mắt có thêm vài phần hiếu kỳ và ngưỡng mộ. Hôm nay, có ba vị khách đặc biệt đến Đồng Khánh Đường. Người dẫn đầu là người đàn ông trung niên, mặc vest phẳng lì, chân đi guốc gỗ, lúc đi đi lại lại tiếng guốc gỗ vang. Lên, vô cùng hài hước. Theo phía sau ông ta là một người đàn ông lực lưỡng, trong tay ôm một bức hoành phi bọc bằng lụa vàng. Còn có một người bị chốc đầu, người rất lùn, khuôn mặt còn mọc đầy mụn nhọt, vô cùng xấu xí. Ba người hiên ngang đi vào, bảo vệ nhìn mấy lượt.
bảo họ đến chỗ lấy số xếp hàng. Người đàn ông đi guốc gỗ vô cùng hống hách đẩy bảo vệ, dùng tiếng phổ thông lơ lớn lớn tiếng nói. Đồng Khánh Đường, bắt đầu từ hôm nay phải đổi tên rồi. Gã lực lưỡng phía sau ông ta mở vải lụa vàng trong tay ra, lộ ra một tấm biển lớn chữ vàng, bên trên viết ba chữ lớn. Bệnh Phu Đường. Những người đến Đồng Khánh Đường khám bệnh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tấm biển chỉ trỏ. Bảo vệ lớn tiếng quát nói, các người làm gì thế hả? Mau ra ngoài, đừng ở đây gây chuyện. Đang định tiến lên ngăn cản, lại không ngờ bị gã chốc đầu giơ chân đá ngã xuống đất, hầm ha ầm dẫm dưới chân. Tuy bảo vệ không biết võ công, nhưng cũng được huấn luyện, bị gã chốc đầu dẫm, thế nào cũng không giấy ra đứng lên được. Bảo vệ khác lên giúp, cũng bị gã chốc đầu nhanh nhẹn dứt khoát đánh lật mặt, còn bảo vệ bị dẫm vẫn còn dưới chân hắn ta. Càng lúc càng đông người đến vây xem. Người đàn ông mặc vest chỉ vào tấm biển Bệnh Phu Đường nói lớn. Các vị đến đây khám bệnh, đều là vì danh hiệu quốc y Hồ Sư Ước phải không? Nhưng đường đường vị quốc y này mà ngay cả bệnh của mình cũng không chữa được, ông ta chữa bệnh cho các vị thế nào? Ông ta vốn không xứng với danh hiệu Thánh Thủ Hạnh Lâm. Cho nên tôi đã tặng một tấm biển cho ông ta, cái tên Đồng Khánh Đường, bắt đầu từ hôm nay, đổi thành Bệnh Phu Đường. Ở đây không có thần y, chỉ có ma bệnh. Bên cạnh có người nói, không đúng, mấy ngày trước tôi còn lấy số khám của bác sĩ Hồ, ông ấy vẫn rất khỏe mạnh. Người đàn ông mặc vest cười lạnh lùng nói, đó là mấy ngày trước, mấy hôm nay ông ta đã ngã bệnh, sau này sẽ không khám bệnh cho các người nữa. Nhưng các người yên tâm, tôi sẽ mở một y đạo quán chân chính trên con phố này, phát huy y đạo chính tông của Đông Doanh chúng tôi, mọi người có thể đến y đạo quán của chúng tôi khám bệnh. Những người vây xem lập tức hiểu ra, ha, thì ra là người Đông Doanh nhồ là đến gây chuyện. Gây chuyện cái gì, tôi thấy là tác oai tác quái, muốn y đạo. Quả của ông ta nổi tiếng. Tôi không thèm đến y đạo quán của người Đông Doanh khám bệnh. Cũng chưa chắc, nếu y tá xinh đẹp, có thể đi xem sao. Đúng đúng đúng, chỉ là không biết có dịch vụ đặc biệt không, tôi thấy dịch vụ y tá của họ trong phim vô cùng tốt. Người đàn ông mặc vest tức giận nói, đám người Hoa Hạ các người, không hiểu ngành y là một nghề đang được tôn kính sao? Không phải như các người nghĩ. Nhưng đó là do tự các người diễn trong phim, không phải chúng tôi quay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông, da mặt người đàn ông mặc vest run lên, lại không thể phản bác, chỉ đành mắng nói, một đám heo Hoa Hạ. Ma bệnh, 100 năm trước các ngươi là ma bệnh Đông Ấp. Bây giờ vẫn là ma bệnh Đông Ái cho nên các người chỉ xứng đến Bệnh Phu Đường, khám bệnh. Lời của ông ta lập tức kích động người dân phẫn nộ, tức giận. Chó Nhật nhà ông thả cái xít gì thế hả? Đúng thế, chó Nhật nhà ông có giỏi thì mở y đạo quán của ông đi, xem ai đến chỗ ông khám bệnh, kẻ nào đi, tôi chặn cửa nhà ông, mắng chết hắn. Người đàn ông mặc vest cười lớn ha ha, đám heo các. Ngươi, chỉ biết dùng võ mồm, Hồ Sư Ước sắp chết rồi. Chỉ có tôi có thể chữa khỏi cho ông tai. Tôi không tin, nếu ông nói thật, tôi sẽ đến chỗ ông khám bệnh, nhưng nếu ông nói dối thì làm sao? Nếu là giả, tôi rạch bụng tự vẫn. Ôi! Cả hiện trường lập tức sôi sục. Người Đông Doanh nói cứ như thật, khiến cho mọi người bối rối không biết làm sao. Người đến đây đều là vì biển hiệu của Đồng Khánh Đường mà đến khám bệnh, mà biển hiệu của Đồng Khánh Đường chính là Hồ Sư Ước. Nếu Hồ Sư Ước đã ngã bệnh, còn phải dựa vào người Đông Dương này chữa bệnh, truyền ra ngoài, đương nhiên mọi người sẽ ồ ạt đến y đạo quán của ông ta. Người của Đồng Khánh Đường đâu? Sao còn chưa giải thích? Đúng thế, gọi ông Hồ ra đây, để tên nhãi này rạch bụng tự vẫn. Chắc không phải ông ta nói thật chứ? Người đàn ông mặc vest tỏ vẻ mặt đắc ý. Ông ta ngẩng đầu nhìn biển hiệu Thánh Thủ Hạnh Lâm ở chỗ nhất trong đại sảnh, nháy mắt với gã chốc đầu. Gã chốc đầu gật đầu. Nhảy vụt lên, lập tức nhảy lên xà ngang cao 6-7 mét. Trong đám khách có người kêu một tiếng hay. Cũng có người chỉ trách, anh kêu ma quỷ tốt cái gì hả? Người đó nói, tôi chỉ khen công phu tốt, nếu có người vượt qua anh ta, thì tôi càng hô vang. Gã chốc đầu nhún chân trên xà ngang, đưa tay muốn tháo biển. Đột ngột một bóng hình bay đến, tốc độ còn nhanh hơn anh ta mấy phần, bốc một cái tóm chặt cổ tay của gã chốc đầu, kéo anh ta xuống. Đáp xuống dưới đất, gã chốc đầu soạt soạt lùi lại mấy bước, con người đó đứng lại vững vàng.
lại thấy anh ta mặc áo cà sa vàng, thì ra là một hòa thượng. Lần này đám đông bùng phát ra tiếng hô khen ngợi như sấm. Gã chốc đầu dường như không phục, định tiến lên. Người đàn ông mặc vest ngăn hắn ta lại, lạnh lùng nhìn Vô Hoa, cậu là hòa thượng từ đâu đến? Đông doanh chúng tôi tôn sùng Phật Pháp nhất, cậu là tăng nhân, tôi không đối địch. Với cậu, mau đi đi. Vô Hoa không lại gì, lại nghe bên trong có người nói, chó điên sủa bừa ở đâu đến, hồ sư ước tôi vẫn chưa chết đâu. Liền thấy hồ sư ước từ trong đường đi ra. Theo sau ông ta còn có Tiền Khôn, Lý Dục Thần, Tiền Hân Đồng và Hồ Tu Nhất. Họ vừa đi ra, đầu tiên hiện trường yên lặng mấy giây, sau đó bùng lên tiếng vỗ tay. Có người nói, tôi biết ngay quỷ đông doanh ăn nói bừa bãi mà, làm sao ông Hồ ngã bệnh được chứ? Đúng thế, những người đông doanh này đúng là không biết xấu hổ. Hay, những năm nay, vì để tuyên truyền không đúng sự thực mở rộng ảnh hưởng, ai còn cần mặt mũi nữa? Người đàn ông mặc vest thấy Hồ Sư Ước đi ra, hơi ngẩn người, nói, hừ, không ngờ ông lại không sao. Hồ Sư Ước cười lạnh lùng nói, y thuật Hoa Hạ tôi cao minh, chút trò vặt của ông, đâu thể làm khó người làm nghề y Hoa Hạ. Y thuật đông doanh các ông, vốn thua hết Hoa Hạ, còn dám vọng tưởng xưng y đạo, đến tiền đường ăn nói ngông cuồng, hủy danh tiếng Hoa Hạ tôi, đúng là kẻ quên nguồn mất gốc. Cực kỳ vô liêm sỉ. Người đàn ông mặc vest cười lớn ha ha, Hồ Sư Ước, ông chữa khỏi bệnh của ông, đúng là vượt qua dự liệu của tôi. Nhưng lời vừa nãy của ông, là đại sai cực sai. Y đạo đông doanh tôi, đúng là xuất phát từ Hoa Hạ, nhưng đó là quá khứ, là đại hạ đã từng vô cùng huy hoàng, không phải Hoa Hạ hiện nay. Chúng tôi mới là người kế thừa và phát huy y đạo đại hạ, còn trung y của các ông, sớm đã đứt truyền thừa, chỉ còn lại bề ngoài, mang ra để lừa tiền thôi. Ăn nói bừa bãi, Tiền Khôn khinh thường nói. Lúc này người đàn ông mặc vest mới chú ý đến Tiền Khôn, nói tôi nói là ai, thì ra là ông Khôn Tiền Đường. Ha ha ha, ông Khôn, nhiều năm không gặp, vẫn nhận ra tôi chứ. Tiền Khôn cười lạnh lùng nói, Yukio Takada, ông có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra. Yukio Takada nhìn Tiền Khôn từ trên xuống dưới mấy cái, xem ra thương tích của ông đã khỏi rồi. Hừ, thương tích nhỏ bé, có thể làm gì được tôi? Yukio Takada, hôm nay chúng ta phải đại chiến 300 hiệp, xem võ công của ông có tiến bộ không? Lý Dục Thần vừa nhìn là biết, Yukio Takada này cũng là cao thủ hóa kình đỉnh phong, theo cấp ninja, có lẽ là thượng thượng nhẫn, cách đột nhận còn thiếu một bước. Luận công phu, Tiền Khôn và ông ta có lẽ ngang bằng, hoặc là nội lực thâm hậu hơn chút. Nhưng trong nhẫn thuật, nhiều thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa Yukio ít tuổi hơn Tiền Khôn, đánh quyền sợ trẻ tuổi hơn, chưa đến tông sư, trẻ tuổi luôn chiếm ưu thế. Cho nên nếu thực sự đấu, thẳng thua khó đoán. Bỗng nghe Tiền Hân Đồng nói. Vừa nãy không phải có người nói, nếu ông Hồ không sao, người đó sẽ rạch bụng tự vẫn sao. Tiền Hân Đồng vừa nhắc nhở, mọi người liền nhớ ra. Đúng thế, vừa nãy chẳng phải nói rạch bụng tự vẫn sao. Sao không rạch? Xí, lời ma quỷ nói, ông cũng coi là thật. Giống như thả rằm vậy. Mau rạch bụng đi, có cần tôi giúp ông không, tôi làm nghề mổ lợn. Cả hiện trường ồn ào, đầy tiếng cười nhạo. Sắc mặt Yukio Takada vô cùng khó coi, nhưng chính ông A tự nói ra, chỉ đành để mặc cho người ta chê cười. Ông ta nhìn Tiền Hân Đồng một cái, trong mắt lộ ra tia hung dữ. Tiền Hân Đồng tỏ vẻ mặt ý, nói, này, ông không rạch bụng cũng được, ông cõng tấm biển đó trên lưng, ra đường lớn bên ngoài, chạy quanh Đồng Khánh đường 3 vòng là được. Mọi người cười ồ lên. Yukio Takada nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên đã kiềm chế đến cực điểm. Lý Dục Thần nhìn sáng vẻ ấm ức của Yukio Takada, bất giác buồn cười. Quả nhiên tin đồn không sai, nhà họ Tiền ai cũng dễ chọc, chỉ cô cả này là không dễ chọc. Hồ Sư Ước, Yukio Takada quyết định không thèm để ý đến Tiền Hân Đồng, tóm chặt vấn đề chính, ông có thể đi ra, đúng là vượt ngoài dự liệu của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã đến, thì tấm biển này chắc chắn phải tặng cho ông. Ông có hứng thú cược với tôi, xem y thuật của ai cao minh hơn không? Tiền Khôn cười lạnh lùng, Yukio, ông muốn đánh nhau, thì để tôi tiếp, nhưng muốn luận y thuật, ông thực sự không đủ nhìn. Yukio Takada ngẩng đầu nhìn tấm biển trên xà ngang một cái, nói, ở đây treo, cao thủ hạnh lâm, không phải cao thủ võ lâm. Cho nên so y thuật là hợp lý cũng hợp pháp,
chắc không phải các người không dám chứ? Là sợ thua, làm mất mặt tổ tông Hoa Hạ phải không? Lúc này, trong đám đông cũng có người nói, so thì so, ông Hồ là y thánh, sợ một tên quỷ đông doanh như ông chắc. Đúng thế, đấu với ông ta, cho ông ta thua tâm phụ khẩu. Phục, Lý Dục Thần bất giác cau mày. Nếu mấy người này không phải là người đông doanh bỏ tiền thuê đến, thì là ngốc thật. Bảo hồ sư ước so tài y thuật với đối phương, bất kể kết quả thế nào, cũng không hề có lợi cho hồ sư ước. Hồ sư ước là thánh thủ y quốc, còn được gọi là y thánh trong dân gian, còn đối phương chỉ là một người đông doanh bình thường, thua cũng không có gì, thắng thì kiếm lớn rồi. Muốn so tài thật, cũng phải là so tài với đệ nhất y đạo đông doanh, như vậy mới có thể thể hiện sự lợi hại của y thuật Hoa Hạ, và mãi mãi khiến người đông doanh thua tâm phục. Khẩu phục. Lý Dục Thần nhìn vào đám đông. Anh không thể phân biệt mấy người này là ngốc hay là được thuê, nhưng anh chú ý đến một người phụ nữ đặc biệt lẫn trong đám đông. Người phụ nữ này khoảng 40-50 tuổi, ăn mặc bình thường, giống như những người phụ nữ trung niên đến Đồng Khánh Đường khám bệnh. Lý Dục Thần dùng thần thức đảo quét, phát hiện trên người phụ nữ này có khí tức tông sư. Từ cách cô ta ẩn giấu khí tức, thì là ninja. Đây là cường giả đột nhẫn. Ha ha. Xem ra hôm nay Thiên Nhẫn Tông đã hạ quyết tâm, ngay cả đột nhẫn cũng xuất hiện. Tiền Khôn nói bề ngoài Thiên Nhẫn Tông chỉ có tông chủ là đột nhẫn, còn có một người phụ trách tổng bộ Hoa Hạ có khả năng là đột nhẫn, chẳng lẽ chính là người phụ nữ này? Cô ta ẩn giấu khí tức rất tốt, lẫn trong đám đông, nếu không phải Lý Dục Thần có thủ đoạn tiên gia, cũng khó mà nhận ra. Chỉ là không biết mục tiêu lần này của cô ta là nhà họ Hồ và nhà họ Tiền. Bị hai người vừa nãy khiêu khích, những người vây xem làm ầm lên, đều kêu bảo hồ sư ước ra tay thi đấu với Yukio Takada, đánh bại nhuệ khí của người đông doanh. Với tình hình này, hồ sư ước không ứng chiến, đã là không thể nào. Yukio Takada đắc ý nhìn hồ sư ước, nói, ông già, ông dám so tài không? Nếu không dám, thì sớm treo biển, bệnh phu đường này lên đi. Hồ sư ước hơi bất lực, nói tôi đã từng này tuổi rồi. Không có ý tranh thắng thua, nhưng ông luôn miệng nói đại diện cho đông doanh đến khiêu chiến Hoa Hạ, tôi không ứng chiến, thì khiến các người coi thường, cho rằng Hoa Hạ tôi không còn ai. Nói đi, ông muốn cược thế nào? Yukio Takada tỏ sắc mặt hưng phấn, nói chúng ta cùng chữa bệnh cho một bệnh nhân, xem có khám hiệu quả nhanh hơn, tốt hơn. Nếu tôi thua, tôi sẽ rạch bụng tự vẫn. Trong đám đông bùng lên tiếng xùy, xùy, lại là rạch bụng tự vẫn. Ông già này rất xấu xa, tôi tin cái quỷ nhà ông. Yukio Takada sốt ruột nói, lần này tôi nói thật, tôi có thể thề. Tiền Khôn khinh thường nói ân thích rạch bụng thì ông tự rạch đi, ông Hồ ăn no rồi, còn cược rạch bụng với ông. Yukio Takada nói, đương nhiên bác sĩ Hồ không cần rạch bụng. Vậy ông muốn tôi làm gì? Tôi nghe nói, nhà họ Hồ có một bí tịch 13 châm tổ truyền, còn có một bộ kim châm chuyên dụng. Ánh mắt Yukio Takada hừng hực nhìn chằm chằm hồ sư ước, nếu ông thua, thì giao hai thứ đó cho tôi. Ông nằm mơ đi, hồ sư ước tức giận nói, đó là vật ổ truyền nhà họ Hồ tôi, báu vật Hoa Hạ, đâu thể cho. Đám người ngoại bang các người. Cuối cùng Lý Dục Thần đã hiểu tại sao Thiên Nhẫn Tông tốn sức lực như vậy đến gây chuyện Đồng Khánh Đường, thậm chí ngay cả đột nhân cũng đến. Thì ra là vì quỷ môn thập tam châm và bộ ngũ hành châm. Yukio Takada cười lạnh lùng nói, làm sao, không dám. Xem ra vẫn không tự tin với y thuật của ông rồi. Nếu không dám, cũng rất đơn giản, tháo tấm biển cao thủ hạnh lâm xuống, đổi thành biển bệnh phu đường này, sau này Đồng Khánh Đường cũng phải đổi tên, đổi thành bệnh phu đường. Ông Hồ, đấu với ông ta đi, sợ cái gì? Đúng thế, thắng ông ta, cho ông ta rạch bụng tự vẫn. Càng lúc càng đông người vây xem. Cảm xúc mọi người cũng càng lúc càng kích động. Không thể làm mất mặt Hoa Hại đuổi người đông doanh ra khỏi đây. Cùng với sự việc bị đẩy lên đến tranh chấp thể hiện quốc gia, hồ sư ước không thể không đồng ý. Thi đấu thế nào, hồ sư ước hỏi nói, trung y khám bệnh, mỗi người một cách, ngàn người ngàn cách, trên đời không có ai giống nhau, cũng không có hai loại bệnh hoàn toàn giống nhau. Chúng ta so cao thấp thế nào? Rất đơn giản. Yukio Takada bỗng kéo gã chốc đầu mà ông ta đưa đến, xé rách áo của hắn ta. Đám đông kêu lên kinh hãi. Chỉ thấy gã chốc đầu này, không những hói đầu xấu xí, trên người còn mọc đầy mụn mưng mủ, từng mảng, có mảng đỏ tươi,
có mảng tím thâm, có mảng đã hoàn toàn thối rữa. Áo bị xé rách, trong không khí tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Mọi người đều che mũi liếc mắt, không dám nhìn thẳng. Mụn nhọt mưng mủ trên người anh ta phân bố đều trên da, hai chúng ta cũng chữa cho anh ta, lấy cánh tay làm giới hạn, tay trái hay phải tùy ông chọn, ai chữa được mụn nhọn trên cánh tay anh ta trước, thì người đó thăng, Yukio Takada nói. Không ai từng thấy cuộc thi đấu y thuật thần kỳ như vậy, những người vây xem không khỏi hiếu kỳ, cũng mặc. Kệ mắt mũi chịu được hay không, đều bắt đầu quan sát kỹ hai cánh tay của gã chốc đầu này, muốn xem cánh tay nào có nhiều mụn mưng mủ hơn. Hồ Sư Ước cau mày. Mụn nhọt khắp toàn thân, đúng là bệnh, không phải giả. Thi đấu thế nào, Hồ Sư Ước cau mày nói, con người chỉ một thân thể, triệu chứng bệnh ở bề ngoài, thực chất bệnh ở bên trong, ông chữa khỏi bệnh cho anh A rồi, đương nhiên mụn nhọt toàn thân cũng sẽ hết, đâu có kiểu chia hai cánh tay ra chữa. Yukio Takada cười nói, ông nói đúng, nhưng triệu chứng bề ngoài cũng có cách chữa bề ngoài. Loại bệnh này, phải từ trong ra ngoài, loại trừ từ gốc, cần thời gian dài. Hôm nay chúng ta thi đấu, cần phân thắng bại trong thời gian ngắn, chỉ có thể chữa bề ngoài trước. Nếu ngay của điều này cũng không làm được, ông làm sao xứng với danh hiệu thánh thủ hạnh lâm. Lý Dục Thần nhìn mụn nhọt toàn thân gã chốc đầu, đúng là bệnh, không phải giả. Nhưng Yukio Takada tự tin như vậy, chắc chắn là đã chuẩn bị trước. Có lẽ họ sớm đã nghiên cứu ra thuốc đặc hiệu. Hồ Sư Ước trước nay chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân này. Ai cũng nhìn ra, cuộc thi này không công bằng. Tiền Hân Đồng mở to con mắt, đang định đòi công bằng, bỗng nghe Lý Dục Thần thì thầm vài câu bên tai cô ta. Tiền Hân Đồng ngẩn người, nhìn sang Lý Dục Thần, liền nở nụ cười ham chơi như trẻ con, chớp mắt, ra ý đã hiểu. Sau đó đứng ra nói. Này, bệnh đơn giản thế này, đâu cần ông Hồ ra tay, để tôi thi với ông. Lời của Tiền Hân Đồng giấy lên làn sóng lớn. Tất cả mọi người đều nhìn sang Tiền Hân Đồng. Ấy, cô gái này là ai? Trông rất xinh đẹp, có lẽ là đồ đệ của ông Hồ. Trẻ như vậy đã làm bác sĩ rồi ư? Liệu có phải là y tá không? Vãi, y tá của Đồng Khánh Đường còn đẹp hơn cả y á của Đông Doanh. Tiền Khôn trừng mắt nhìn Tiền Hân Đồng một cái, nói chuyện người lớn, cháu góp vui cái gì hả? Tiền Hân Đồng quay đầu nhìn Lý Dục Thần một cái, sau đó cười gian xảo với Tiền Khôn, nói ông nội, cái gì mà gọi là góp vui? Đám người này đến gây chuyện, ông Hồ có thân phận thế nào, là thánh thủ quốc y đó, so y thuật với tiểu quỷ, cũng thật mất thân phận quá. Hơn nữa, bệnh nhỏ này, đâu có cần ông Hồ ra tay, tìm bất kỳ người hoa hạ nào, cũng đều có thể chữa được. Ví dụ như cháu đây. Cô ta nói xong, thì đã đi ra, đứng trước mặt Yukio Takada. Tiên Khôn muốn kéo cô ta lại mà không kịp, chỉ đành kệ cô ta. Tóm lại ông ta cũng nhìn ra, Yukio Takada đã có chuẩn bị, sợ rằng ông Hồ cũng rất khó thắng. Thà như vậy, chỉ bằng để cháu gái ra làm loạn, thua cũng không mất mặt. Trong lòng Hồ Sư Ước vô cùng mâu thuẫn. Mụn nhọt trên người gã chốc đầu chắc chắn chữa được. Nếu cho ông ta thời gian một tuần, ông ta nắm chắc chữa được cho hắn ta. Nhưng nếu trong vòng một ngày làm tiêu hết mụn nhọt trên cánh tay hắn ta, còn phải cố hết khả năng làm làn da lành lặn trở lại, dường như là việc không thể nào. Hồ Sư Ước cũng biết trong tay Yukio có thuốc đặc hiệu, nhưng đám đông lại không nghĩ như vậy, nhà họ Hồ ông chẳng phải cũng có thuốc chữa thương và thuốc cao chữa viêm gia tổ truyền sao. Ông ta vốn nhờ Lý Dục Thần, có lẽ sẽ có kỳ chiêu. Nhưng thấy Lý Dục Thần vẫn đứng yên, thì nghĩ Lý Dục Thần cũng chẳng có cách nào. Bây giờ Tiền Hân Đồng đứng ra, để cô ta làm náo. Loạn một trận, cũng là cách hay, ít nhất có thể thăm dò đối phương trước. Chỉ là như vậy khó tránh làm tổn hại danh tiếng của nhà họ Tiền, truyền ra ngoài không dễ nghe. Yukio Takada nhìn Tiền Hân Đồng, nói, cô gái, chúng tôi thi đấu y thuật thật, không phải trò đùa. Ai đùa với ông, Tiền Hân Đồng trừng mắt. Loại bệnh nhỏ này, đâu cần đến ông Hồ chữa. Tôi cược với ông dám không? Hừ, Yukio Takada lạnh lùng hừ một tiếng, cô không thể đại diện cho Đồng Khánh Đường, tại sao tôi phải cược với cô? Khi Hồ Sư Ước đang định nói cô ta có thể đại diện cho Đồng Khánh Đường, thì Tiền Hân Đồng đã đáp lại. Thế ông có thể đại diện cho cả Đông Doanh không? Nếu ông không thể đại diện, tại sao bảo ông Hồ cược với ông? Cốt, Yukio Takada nhất thời nghẹn lời. Đương nhiên ông ta không thể đại diện cho Đông Doanh, ai có thể đại diện cho cả Đông Doanh chứ?
Cho dù tông chủ của Thiên Nhẫn Tông đến, cũng không dám nói như vậy. Tôi không thể đại diện cho Đông Doanh, nhưng tôi có thể đại diện cho Y Đạo Đông Doanh, đến khiêu chiến với Y Thuật Hoa Hạ. Sao ồ, Tiền Hân Đồng gật đầu, nói như vậy, ông là người có lợi hại nhất trong Y Thuật Đông Doanh. Tôi, Yukio Takada lại nghẹn lời, Đông Doanh cũng có dòng thánh y, thế lực không nhỏ hơn Thiên Nhẫn Tông, nếu lời này truyền ra ngoài, sợ là sẽ khiến họ bất mãn, gây rắc rối cho tông môn. Cô bé này, thực sự khó nhằn. Hồ Sư Ước, Yukio Takada nhìn sang Hồ Sư Ước, bản thân ông không dám đấu với tôi, dùng một cô bé đến làm bia đỡ đạn phải không? Hồ Sư Ước đã quyết định, bèn nói, cô bé này không được sao, sợ rằng ông còn không đấu lại với cô bé này đấy. Ông, Yukio Takada nổi giận, được, để cô ta đấu cũng được, nhưng không được thay đổi cá cược, kim châm và châm pháp của nhà họ Hồ ông, đều thuộc về tôi. Hồ Sư Ước tỏ ra do dự, Tiền Hân Đồng đã đồng ý, nói, được. Hân Đồng, Tiền Khôn Quát nói, góp vui chơi thì thôi, sao lại hứa bừa bãi. Tiền Hân Đồng nói, ông nội, ông yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ thắng. Tiền Khôn ngạc nhiên, bỗng nghĩ đến điều gì, nhìn sang Lý Dục Thần bên cạnh, phát hiện Lý Dục Thần cười như không cười, liền hiểu ra. Trừng mắt với Tiền Hân Đồng một cái, nói, chú ý chừng mực, rồi không quản cô ta nữa. Yukio Takada vui mừng, lời này thật chứ? Tiền Hân Đồng nói, đương nhiên là thật, nhưng tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Chúng tôi thua thì phải bỏ châm pháp ra, ông thua thì lại rạch bụng tự vẫn. Ông rạch bụng tự vẫn có lợi gì cho chúng tôi? Cả bụng xít chảy ra, chúng tôi còn phải dọn vệ sinh. Những người vây xem ồ lên cười lớn. Yukio Takada bị Tiền Hân Đồn làm cho tím mặt, mà không thể phản bác, tức bừng bừng hỏi, vậy cô muốn gì? Xí, đồ của Đông Doanh các người, bà cô đây không thèm, Tiền Hân Đồng nói, rất đơn giản, nếu ông thua, thì ông bỏ chữ đường trên tấm biển đi, thêm hai chữ Đông Doanh, rồi ông cõng nó, ra đường lớn bên ngoài, chạy vòng quanh Đồng Khánh đường ba vòng. Sắc mặt Yukio Takada đã không chỉ là khó coi nữa. Cõng tấm biển bệnh phu Đông Doanh chạy ba vòng, thì không chỉ một mình ông ta mất mặt. Nếu truyền ra ngoài, cả Thiên Nhẫn Tông đều bị các tông môn khác của Đông Doanh cười thối mũi. Nhưng ông ta thực sự không nghĩ ra cô gái này có khả năng thẳng cuộc thi thế nào. Nếu sẽ không thua, thì đồng ý thì có quan hệ gì? Yukio Takada do dự, ánh mắt lóe lên, nhìn xung quanh. Trong đám đông vây quanh, một người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi khẽ gật đầu với ông ta. Cảnh này, đã bị Lý Dục Thần nhìn thấy. Yukio Takada dường như có được thần dụ, lập tức tràn đầy tự tin, nói, được, cô gái. Tôi đồng ý với cô. Được, nói lời giữ lời, Tiền Hân Đồng nói. Trong những người xung quanh có người tốt bụng nhắc nhở nói, cô gái, cô đừng bị ông ta lừa, lời của kẻ này không đáng tin, ông ta thua mà không thừa nhận thì làm thế nào? Tiền Hân Đồng cười nói, không sao, chỗ chúng tôi có camera giám sát, có ghi âm, nếu ông ta không nhận, thì sẽ phát video cho toàn thế giới, để người trong toàn thế giới đều biết họ vô liêm sỉ, không đáng tin thế nào. Lý Dục Thần cũng phải mỉm cười. Những lời này không phải là anh dạy Tiền Hân Đồng, hoàn toàn là bản thân Tiền Hân Đồng diễn thêm vào. Anh chỉ bảo Tiền Hân Đồng xuất chiến thay Hồ Sư Ước, anh sẽ âm thầm giúp cô ta. Không ngờ, Tiền Hân Đồng còn nghĩ ra chiêu này. Cõng tấm biển ma bệnh Đông Doanh chạy quanh Đồng Khánh đường ba vòng, việc này còn khó chịu hơn bảo Yukio Takada rạch bụng đấy. Nhưng giống như Tiền Hân Đồng nói, Yukio đã không còn lựa chọn nữa. Có Lý Dục Thần ở đây, ông ta muốn không nhận cũng không được. Đương nhiên, lúc này, ở hiện trường có mấy người tin Tiền Hân Đồng có thể thắng chứ? Sau khi hai bên đồng ý, cuộc thi chính thức bắt đầu. Yukio Takada nhường Tiền Hân Đồng chọn cánh tay nào trước. Tiền Hân Đồng lại gần gã chốc đầu nhìn một cái, rồi bóp chặt mũi. Mùi này thực sự quá khó ngửi. Lọt vào mắt chỉ toàn mụn nhọt, những chỗ loét ra còn có nước mủ. Cả cánh tay gần như không có chỗ nào. Lành lặn. Tiền Hân Đồng là cô cả nhà họ Tiền, đâu từng tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu và buồn nôn thế này. Bây giờ không những phải nhìn, phải ngửi, mà chốc nữa còn phải sờ. Nhìn cánh tay khiến người khác buồn nôn này, dạ dày cũng phải tiết ra nước chua, trong lòng Tiền Hân Đồng bỗng vụt lên ý nghĩ. Xí, chắc không phải anh ta cố ý trêu mình chứ. Nếu không tại sao anh ta không tự ra tay, mà bảo. Mình,
Tiên Hân Đồng quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Dục Thần đứng ở đó, vẻ mặt cố nhịn cười. Tiên Hân Đồng bịt mũi chỉ bừa, chọn cánh tay bên trái của gã chốc đầu. Yukio Takada bắt đầu chữa trị trên cánh tay phải của gã chốc đầu. Đầu tiên ông ta lấy ra một hộp thuốc cao, bắt đầu bôi lên cánh tay của gã chốc đầu. Yukio Takada làm rất chậm, rất tỉ mỉ. Đương nhiên Tiên Hân Đồng không biết chữa bệnh, còn đang đợi Lý Dục Thần giúp cô ta. Nhưng Lý Dục Thần vẫn không hành động gì, Tiên Hân Đồng chỉ đành giả bộ quan sát cánh tay trái của gã chốc đầu. Cô ta cau mày, cổ họng dội lên buồn nôn, giơ cánh tay của gã chốc đầu lên. Nhìn trái nhìn phải, Lý Dục Thần vẫn chưa hành động. Tiên Hân Đồng lại quay đầu nhìn một cái, phát hiện anh chàng đó đứng yên ở đó, vẻ mặt vẫn như vậy, dường như đang nhịn cười. Anh chàng này, chắc không phải giỡn mình thật chứ? Này, cô gái, rốt cuộc cô có biết chữa không? Những người xung quanh nghi ngờ. Đừng bốc phét đấy nhé. Trông xinh đẹp như vậy, làm việc gì không tốt, lại đi học bốc phét theo người tai. Tiên Hân Đồng nghiêm mặt, trừng đôi mắt, nói cái gì, khám bệnh chẳng phải là quan sát, ngửi và hỏi triệu chứng sao. Nhưng cô ta thực sự không có cách gì, trong lòng hơi sốt ruột, chỉ đành dày mặt đứng ở đó. Yukio Takada vẫn đang chuyên tâm bôi thuốc, một nửa cánh tay phải của gã chốc đầu đã được bôi đầy thuốc cao. Làn da được bôi đầy thuốc cao trông có vẻ đã đỡ hơn, dễ chịu hơn nhiều. Tiên Hân Đồng dứt khoát đi đến bên cạnh Yukio Takada, ghé sát nhìn ông ta bôi thuốc. Yukio Takada cũng mặc kệ cô ta, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình. Tiên Hân Đồng hỏi, ông Điền, thuốc cao này của ông lấy từ đâu ra? Thuốc cao của tôi, trên mặt Yukio Takada còn lộ ra vẻ đắc ý, bỗng cảm thấy không đúng, tại sao gọi là lấy ở đâu ra? Đây là phương thuốc bí truyền của tông môn chúng tôi. Còn nữa, cô không được gọi bừa, tôi không phải ông Điền gì. Ấy, chẳng phải ông họ Điền sao? Tôi họ Yukio. Ồ, vậy nhất định là bố ông họ Điền, mẹ ông họ Cao. Rồi, Tiên Hân Đồng bắt đầu quấy nhiễu. Yukio Takada tức đến thổi râu trợn mắt, không phải. Mẹ tôi không phải họ Điền, ở Đông Doanh, phụ nữ xuất giá thì theo họ chồng, nhà chúng tôi đều họ Yukio. Tiên Hân Đồng cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên nói, a, mẹ ông còn không có cả họ, đáng thương vậy sao? Bố của ông là Cao Điền, mẹ ông là Cao Điền, ông cũng là Cao Điền, chẳng phải là Tam Cao ư? Chỗ chúng tôi có lão trung y rất lợi hại, chuyên trị Tam Cao, ông muốn thử không? Ai, Yukio Takada không chịu nổi. Hét lớn, cô không chữa bệnh, đến chỗ tôi lôi thôi lắm lời làm gì. Người ta quan tâm ông mài, tôi không cần cô quan tâm. Ấy, đúng là chó cắn lá động tân, không biết người có lòng tốt. Tiên Hân Đồng thở dài một hơi, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Yukio Takada vụt một cái đứng lên, trong lòng bốc, hỏa, vẻ mặt xám thành gan heo. Lúc này Tiên Hân Đồng chỉ mong ông ta ra tay. Chỉ cần Yuki ra tay. Thì cô ta có thể rút khỏi cuộc thi một cách nghiễm nhiên, có về chuyện đánh nhau, đã có ông cả Tiền Khôn và Hòa Thượng Vô Hoa ở đây, huống hồ còn có Lý Dục Thần trông có vẻ đạo mạo tử tế, nhưng rất biết trêu người đó. Nghĩ đến đây, Tiền Hân Đồng lại nhìn Lý Dục Thần một cái. Nhìn vẻ cười như không cười của Lý Dục Thần, cô ta tức không chịu nổi. Nhưng vượt ngoài dữ liệu của cô ta, Yukio Takada nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh lùng nói, cô muốn chọc giận tôi. Để tôi phạm quy phải không? Cô vốn không biết chữa bệnh. Hoa Hạ các người, không ai có. Thể chiến đấu, các người thua chắc rồi. Nói xong, ông ta lại khom lưng, tiếp tục tỉ mỉ bôi thuốc cao lên cánh tay của gã chốc đầu. Lần này, Tiên Hân Đồng sốt ruột thực sự. Những người đứng xem cũng lo lắng thay cô ta. Thực ra từ ban đầu, phần lớn mọi người đều nghĩ Tiên Hân Đồng không được, chỉ là cảm xúc dâng lên. Hy vọng người trong nước có thể đánh bại người Đông Doanh này. Bây giờ thấy Tiên Hân Đồng đứng ở đó chẳng làm gì hết, còn Yukio Takada lại nghiêm túc chuyên tâm, trong lòng mọi người càng chắc chắn Tiên Hân Đồng sẽ thua. Xong rồi, y thuật Hoa Hạ sắp thua y đạo Đông Doanh rồi. Nói láo, vội cái gì, cô gái đó còn chưa bắt đầu cơ. Anh còn không nhìn ra sao, cô ta vốn không biết chữa bệnh, là đang gây chuyện. Chỉ là một cô gái thôi. Ông Hồ còn chưa ra tay. Vừa nãy ông Hồ đã nói rồi, cô gái này có thể đại diện cho Đồng Khánh Đường. Trận này thua rồi, Đồng Khánh Đường sẽ phải gỡ biển, đổi thành bệnh phu đường, cho dù sau này có thể thắng, thì còn có ý nghĩa gì?
Đúng thế, ông Hồ không nên cử một cô gái ra xuất hiện, quá khinh địch rồi. Các người còn không hiểu sao, trong đám đông có phụ nữ nói, ông Hồ vốn không nắm chắc phần thắng, cử cô gái ra xuất chiến, chỉ là để không quá có khó coi thôi. Mọi người đều cảm thấy lời này có lý, đều hùa theo, đến nỗi bỏ qua khẩu âm của người phụ nữ lên tiếng nói này hơi kỳ lạ. Trong lòng Tiền Hân Đồng rất nóng ruột, nhưng không thể hiện ra mặt. Cô ta còn đang nghĩ cách quấy nhiễu đeo bám, phải khuấy đảo làm loạn lên mới được, nếu không, hôm nay không chỉ cô ta mất mặt, mà cả Hoa Hạ đều mất mặt. Này, ông Cao, ông thực sự không suy nghĩ mua chút Thiên Ma Câu Đằng à? Tôi giảm cho ông 20%. Yukio không quan tâm đến cô ta, mà chuyên tâm bôi thuốc. Một lúc sau, cả CNSS tay của gã chốc đầu đã được bôi đầy thuốc cao. Sau đó, Yukio dùng ngón tay chỉ vào huyệt vị cánh tay của gã chốc đầu truyền chân khí, giúp dược lực của thuốc cao lan ra. Rất nhanh, thuốc cao vốn ẩm ướt liền khô lại, giống như bọc một lớp da bột màu trắng xám. Yukio dừng lại, vẻ mặt đắc ý, nói qua một tiếng nữa, tôi lột lớp cao, các người có thể nhìn thấy một cánh tay lành lặn. Tôi thắng chắc rồi. Hồ Sư ước mặt sầm như nước. Nếu cho ông ta thời gian mấy ngày, ông ta cũng có thể phối ra thuốc cao đặc hiệu chữa trị bệnh này, nhưng muốn có hiệu quả trong thời gian ngắn như vậy, vô cùng khó, dù sao da thịt gân cốt con người cần thời gian hồi phục. Nếu muốn thắng, thì chỉ có một môn châm pháp du hồn trong âm dương thập tam châm, có lẽ có thể thử. Dùng châm du hồn, phối hợp thuốc cao tổ truyền của nhà họ Hồ, hiệu quả cũng không kém với thuốc cao của người Đông Doanh. Chỉ là châm du hồn có yêu cầu rất cao với người thi triển châm, không những phải y thuật cao siêu, còn phải có hồn lực cường mạnh hỗ trợ. Nếu hồn lực không đủ, người thi triển châm sẽ hao cạn khí huyết, tinh thần khô mòn, cuối cùng hồn phách tiêu tan. Cho nên mới gọi là châm du hồn. Những người Đông Doanh này, đã tốn hết tâm cơ thiết kế ra trận cược này, tìm một người bệnh như vậy, sợ rằng không chỉ là vì tranh danh tiếng y đạo, mà muốn dẫn dụ Hồ Sư Ước sử dụng châm du hồn. Hồ Sư Ước cũng vừa học được toàn bộ thập tam châm, với năng lực tu vi hiện giờ của ông ta, muốn thi triển châm pháp này, vô cùng khó khăn, nếu cố cưỡng thi triển, cuối cùng chắc chắn hồn phách tiêu tan. Vì danh tiếng Hoa Hạ, ông ta quyết định, liều thôi. Không thể nào thua người Đông Doanh. Cô Tiền, cô lui đi, để tôi thử. Hồ Sư Ước tiến lên một bước, cả người tràn đầy chính nghĩa, sẵn sàng hy sinh. Ông Hồ sắp ra tay rồi. Cuối cùng ông Hồ cũng ra tay rồi, người Đông Doanh thua chắc rồi. Vậy cũng chưa chắc, tên Tam Cao đó nói một tiếng nữa sẽ lành lặn, bên này còn chưa bắt đầu chữa cơ. Ấy, đều trách cô gái đó gây chuyện làm loạn, làm lỡ việc lớn. Đúng thế. Cô gái này ở đâu ra, không hiểu chuyện như vậy. Các người đừng ồn ào nữa, xem ông Hồ chữa thế nào đi. Mọi người đều kích động, đợi Hồ Sư Ước ra tay. Yukio Takada cười lạnh lùng nói, người Hoa Hạ các người nói lời không giữ lời sao. Tuyển thủ cuộc thi cũng có thể thay tùy tiện, nhưng thôi vậy, tôi rất rộng lượng, ông muốn đến thì đến đi, để tôi thấy châm pháp của nhà họ Hồ các ông. Hồ Sư Ước cười lạnh lùng một tiếng. Mục tiêu của ông ta quả nhiên là thập tam châm. Ông ta đang định lên, bỗng nghe Lý Dục Thần mở miệng nói. Ông Hồ, loại bệnh nhỏ này, đâu đáng để đích thân ông ra tay, cô Tiền đã chủ động xin thi, chắc chắn cô ta có cách, ông nên cho người trẻ có cơ hội mà. Hồ Sư Ước hơi ngẩn người, nhưng người lên tiếng là Lý Dục Thần, trong lòng ông ta cũng yên tâm, cười nói, cậu Lý nói đúng, tôi nên cho thanh niên cơ hội, Hân Đồng, vậy thì cô làm đi. Tiền Hân Đồng thộn mặt. Tôi làm. Tôi lấy gì để làm đây? Hồ Sư Ước không ra tay, những người xung quanh khó tránh thất vọng. Nhưng đồng thời cũng đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ cô gái này chữa được thật sao? Vẻ mặt Yukio Takada biến sắc nói, Hồ Sư Ước, ông. Thà thua trận đấu, cũng không chịu ra tay thật ư. Hồ Sư Ước không có lòng tin với Tiền Hân Đồng, nhưng tràn đầy niềm tin với Lý Dục Thần. Y tôi không cần ra tay, ông cũng không thẳng nổi. Yukio Takada hừ mạnh một cái từ trong mũi, nói, vậy thì đợi xem đi. Tiền Hân Đồng đứng ở đó, không biết phải làm gì. Sau đây phải làm thế nào? Lại sắp qua nửa tiếng, qua hơn nửa tiếng nữa, họ bóc lột lớp thuốc cao, thì thắng thua sẽ rõ. Cô ta lén nhìn trộm sang Lý Dục Thần, trong lòng vừa mong đợi, lại vừa hận. Vốn nghĩ Lý Dục Thần sẽ chỉ điểm chút gì đó.
lại phát hiện Lý Dục Thần vẫn bày dáng vẻ ung dung bình thản, dường như không liên quan đến anh, lại như có ý xấu, muốn xem trò cười của cô ta. Cuối cùng cô cả tiền oai phong cả tiền đường cũng hoang mang. Lý Dục Thần, xem lúc về tôi xử lý anh thế nào. Nhưng cô ta nghĩ đến ngượng ngùng tối qua bị người ta ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại khổ sở. Hình như thực sự không có năng lực xử lý người ta. Trong tích tắc, thậm chí Thiền Hân Đồng nổi lên ý nghĩ đến chùa Thiên Trúc xuất gia, ngay cả pháp hiệu cô ta cũng đã nghĩ xong, Hoa Hòa Thượng đổi thành Vô Hoa, cô ta gọi là Vô Tiền. Cô gái, cô mau lên đi, người xung quanh sốt ruột. Trời ơi, tôi sốt ruột chết mất, đứa con của lão họ Vương bên cạnh cũng sắp ra đời rồi, cô còn lề mề ở bên ngoài. Sốt cuộc cô có biết chữa không? Ai nói tôi không biết, Thiền Hân Đồng cố chấp, cũng liều mạng. Tóm lại nếu thua, thì Đồng Khánh Đường và Hoa Hạ sẽ mất mặt, để ông cả Tiền Khôn và Hồ Sư Ước tìm Lý Dục Thần tính sổ. Cô ta đi đến bên cạnh gã chốc đầu, cau chặt mày, bất chấp, giơ cánh tay mụn giữa lên, giả bộ quan sát. Cô ta cả nhà Tiền là chuyên gia thơ ca sách vở, từ nhỏ cũng coi như đọc rất nhiều sách, tuy không chuyên học y, nhưng cũng từng đọc Hoàng Đế Nội Kinh và Tứ Thánh Tâm Nguồn, biết một vài thuốc và phương thuốc. Thường dùng, Tiền Hân Đồng tìm hết ruột gan, định nghĩ ra một phương thuốc, nhưng thực sự không nghĩ ra nổi, dứt khoát không nghĩ nữa, nói, này, mang gừng ra đây cho tôi. Nhân viên của Đồng Khánh Đường lập tức đi lấy một miếng gừng lớn. Tiền Hân Đồng cũng bất chấp, bẻ miếng gừng, tiết ra nước gừng, bắt đầu trà sát lên cánh tay của gã chốc đầu. Cô ta đang bực tức, trà sát rất mạnh, miếng gừng lại cay nóng, gã chốc đầu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Yukio Takada đầu tiên ngẩn người, nhìn hồi lâu cười nói, đây cũng tính là y thuật. Ha ha ha, những người bên cạnh cũng thộn mặt, không ai chú ý thấy, ngón tay Lý Dục Thần khẽ động đậy, bảy điểm hào quang bay ra, đâm vào cánh tay của gã chốc đầu. Hồ Sư Ước biết dùng châm du hồn, đương nhiên anh cũng biết. Từ sau khi trải qua lôi kiếp, bước vào cánh cửa tiên thiên, có thể ngự kiếm thực sự, anh điều khiển châm ngữ hành cũng càng tỉnh vi hơn, càng có thể điều khiển từ xa, khiến châm ngũ hành tự do đi lại trong cơ thể gã chốc đầu. Bảy cây châm bay vào cánh tay của gã chốc đầu, không một ai biết, ngay cả Tiền Khôn bên cạnh Lý Dục Thần và Tiền Hân Đồng đang trà sát gừng cho gã chốc đầu cũng không phát hiện ra. Tiền Hân Đồng vừa trà thật mạnh, trong lòng vừa mắng, Lý Dục Thần đáng chết. Cho anh hại tôi này, cho anh ném tôi ra ngoài cửa sổ này, cho anh. Cô ta trút lên tức giận lên cánh tay của gã chốc đầu, dường như trà mạnh như vậy, thì có thể lột một lớp da của Lý Dục Thần vậy. Nhưng trà mãi, cô ta bỗng phát hiện không đúng. Nhọt mưng mủ của cánh tay dần dần đỡ dần. Có vài chỗ cô ta trà đặc biệt nhiều và mạnh lại đã mất mà mụn nhọt, làn da đỏ hồng, dần có xu thế liền lại. Tiền Hân Đồng chừng mở to mắt, không thể tin nổi nhìn cảnh này. Gừng có tác dụng thật ư. Trời ơi, mình đúng là thiên tài. Cô ta vui mừng trong lòng, cũng không mắng nữa, mà càng trà sát mạnh hơn nữa. Cánh tay của gã chốc đầu đã có thay đổi rõ rệt, đương nhiên những người khác cũng nhìn ra. Sắc mặt mọi người mỗi người một vẻ, có người kinh ngạc, có người ngạc nhiên, có người vui mừng. Còn sắc mặt của Yukio Takada lại trở nên khó coi. Làm sao có thể? Ông ta không thể tin nhìn cô gái trước mặt ở đó trà sát gừng thật mạnh. Ngay cả bản thân gã chốc đầu cũng ngẩn người. Người phụ nữ trong đám đông dường như phát hiện điều gì, nhìn về hướng Lý Dục Thần một cái, nhưng ánh mắt lướt qua Lý Dục Thần, và dừng lại trên người Tiền Khôn và Hồ Sư Ước. Cuối cùng cũng chỉ hơi nghi hoặc, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Tiền Hân Đồng đã hơi toát mồ hôi. Rất nhanh, cả cánh tay của gã chốc đầu bị trà sạch sẽ. Mụn nhọt biến mất, chỉ còn lại làn da mới đỏ hồng. Tiền Hân Đồng đặt miếng gừng còn lại, lau mồ hôi trên trán, đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Qua 10 phút sau, làn da trên cánh tay của gã chốc đầu bắt đầu hồi phục màu sắc bình thường, hơi non, nhưng đã không thấy bất thường. Tiền Hân Đồng vui vẻ vỗ cánh tay nói, tôi xong rồi, sau đây xem ông đấy, ông cao. Yukio Takada đỏ bừng mặt, chưa hết thời gian, bây giờ lột lớp cao thuốc, hiệu quả chắc chắn không tốt như vậy, nhưng nếu không lột ra, ông ta sẽ thua. Mau lột đi. Không dám lột thì ông nhận thua đi. Mau nhận thua đi, đồ quỷ. Ma bệnh đông doanh. Mọi người bắt đầu kích động, cả nửa ngày, mọi người đã nén chịu lắm rồi.
Yukio nắm chặt nắm đấm, hạ quyết tâm, chuẩn bị liều một phen. Ông ta bắt đầu từ cổ tay của gã chốc đầu, từ từ lột cao thuốc đã khô, giống như một lớp giấy dầu, tách ra khỏi cánh tay của gã chốc đầu. Vùi! Mọi người kinh hãi kêu lên. Mụn nhọn trên cánh tay của gã chốc đầu không những không khỏi, ngược lại còn thối giữa mưng mủ kinh khủng hơn, dường như cả cánh tay đều lở loét hết. Yukio ngẩn người. Không thể nào, ông ta kêu lên, tuyệt đối không thể nào. Thuốc cao này được đặc chế chuyên chữa bệnh này, chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần, đều thành công, lần này làm sao có thể thất bại. Ấy, chẳng phải vừa nãy ông nói là phương thuốc bí truyền của tông môn các ông để lại sao? Sao lại biến thành thuốc đặc chế dành riêng cho bệnh này? Tiền Hân Đồng lập tức bắt được vấn đề trong lời nói của ông ta, ông Cao, ông không thật thà rồi. Cuối cùng mọi người cũng hiểu ra, là người Đông Doanh đã lên kế hoạch sẵn. Xí, tôi còn tưởng có bản lĩnh thật cơ đấy, thì ra là màn kịch được dựng sẵn, muốn phá hoại biển hiệu Đồng Khánh Đường. Lần này vả mặt rồi phải không? Ha ha ha! Tôi lại rất thích xem chó Nhật bị vả mặt. Yukio Takada tức giận quay người, nhìn Tiền Hân Đồng, quát lớn một tiếng, cô! Là cô dở trò. Tiền Hân Đồng bị sợ giật mình. Nhưng cô ta không bị khí thế của cao thủ thượng nhẫn dọa sợ, ngược lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhướn mày lá liễu, nói, làm sao, thua rồi thì muốn dở thói hung hăng hả? Mọi ngư xê phát cô gái này không những xinh đẹp, mà còn rất có chí khí anh hùng. Ai biết lai lịch của mỹ nữ này không, thưởng nhiều tiền để xin số WeChat của cô ta. Qua, yêu rồi, tôi đã không còn hồn vía rồi. Đối đầu cả hồi lâu, khí thế của Yukio Takada lại yếu đi nửa phần. Tôi không tin có thể dùng gừng chữa khỏi bệnh này, ông ta nói, rốt cuộc cô đã dở trò gì. Đây gọi là đạo lý cực kỳ đơn giản, Tiền Hân Đồng đắc ý, Hoàng đế nội kinh viết, người giỏi chữa bệnh chữa lông da, sau đó chữa làn da, sau đó chữa kinh mạch, sau đó chữa lục phủ. Mọi người đều nhìn sang cô ta với ánh mắt sùng bái. Qua, cô gái này, thật có trình độ. Mẹ ơi, con yêu rồi. Được rồi, Tiền Hân Đồng đọc một đoạn, thắng thua đã rõ, có thể thực hiện lời hứa rồi chứ, ông Cao. Cùng với cô ta nói xong câu này, mấy bảo vệ của Đồng Khánh Đường bê một tấm biển mới cao bằng một người đến. Thì ra vừa nãy sau khi Tiền Hân Đồng đề ra điều kiện mới, Lý Dục Thần cảm thấy thú vị, bèn lặng lẽ bảo Hồ Tu Nhất đi làm. Hồ Tu Nhất tốn món tiền lớn, bảo thợ mộc làm ngay một tấm biển. Vì thời gian gấp gáp, nên hơi thô một chút. Bên trên viết bốn chữ, mà bệnh Đông Doanh. Sắc mặt Yukio Takada như gan heo. Bắt ông ta cõng tấm biển, mà bệnh Đông Doanh chạy khắp Đồng Khánh Đường ba vòng, không bằng giết ông ta đi. Kẻ sĩ có thể giết, không thể chịu nhục. Yukio Takada ngẩng đầu nói, các người đừng hòng sỉ nhục tôi thà rạch bụng tự vẫn, cũng tuyệt đối không cõng tấm biển này. Vùi! Những người vây xem bùng phát ra tiếng xôn xao. Vãi! Lại là rạch bụng, đã rạch mấy lần rồi, ông rạch đi. Tiền Hân Đồng cũng cười hi hi nói, ông Cao, chơi xấu là ông không đúng rồi, chẳng phải các ông coi trọng tinh thần võ sĩ đạo, coi trọng lời hứa sao. Đừng làm mất mặt tổ tông các người chứ. Nói xong, cô ta giơ cao nắm đấm, cố lên. Ông Cao, tôi cổ vũ ông. Cứ mở miệng ra là ông Cao, khiến Yukio Takada vô cùng muốn nổi khùng. À, tôi giết cô trước. Yukio Takada hét lớn một tiếng, xông về phía Tiền Hân Đồng. Ông ta là thượng thượng nhẫn, hóa kình đỉnh phong, muốn giết Tiền Hân Đồng, đúng là dễ như trở bàn tay. Tiền Khôn sớm đã đề phòng ông ta, sau khi Tiền Hân Đồng thắng, Tiền Khôn lặng lẽ lại gần. Lúc này quả nhiên thấy Yukio gây khó dễ, bèn kịp thời ra tay, chặn trước người cháu gái. Hai người đối chưởng, mỗi bên lùi lại hai bước. Fukio, ông thật không biết xấu hổ. Đánh cược thua, thì ra tay với một cô gái yếu đuối sao, Tiền Khôn hỏi. Lúc này Yukio tỏ vẻ mặt hung dữ. Ông ta không màng đến danh tiếng nữa, vì bất luận ông ta làm thế nào, cũng không thể cứu vãn danh tiếng. Chỉ có giết hết đám người này, mới có thể xả giận. Ở đây, người có võ lực cao nhất là Tiền Khôn, chỉ cần giết Tiền Khôn, những người khác không cần phải sợ. Tiền Khôn nhìn dáng vẻ sát khí đằng đằng của Yukio Takada. Cũng không dám sơ suất. Ông ta không sợ Yukio, mười mấy năm trước khi Yukio vừa đột phá hóa kình, Tiền Khôn sớm đã là hóa kình đỉnh phong, sắp chạm đến ngưỡng cửa tông sư.
Nếu không phải lần đó bị thương, Yukio đâu thể đuổi theo được Tiền Khôn. Hiện nay hai người cũng sàn như nhau, nhưng luận công lực thâm hậu, Tiền Khôn vẫn hơn một bậc. Nhưng Tiền Khôn sợ hai người đánh nhau sẽ liên lụy đến mọi người xung quanh, dù sao ở đây cũng là đại sảnh lấy số khám bệnh của Đồng Khánh Đường, rất nhiều người đứng xem. Đúng lúc Yukio Takada chuẩn bị phát động tấn công, không biết một chiếc dây thừng bay từ đâu ra, quấn lên người Yukio Takada như ma quỷ. Yukio Takada vẫn còn bày thế muốn quyết đấu cao thấp với Tiền Khôn, đột nhiên bị dây thừng quấn chặt, vội vàng giấy giụa, nhưng nhất thời không thoát được. Tiền Khôn đâu thể bỏ qua cơ hội tốt thế này, lập tức tiến lên, đấm một quả vào huyệt khí hải của Yukio Takada, đánh tan chân khí của ông ta, sau đó ngón tay điểm chỉ liên tục, phong bế mấy huyệt lớn của ông ta. Lúc này đây thừng đó mới lỏng ra, rơi xuống đất. Với người bên cạnh thấy, dây thừng này là do Tiền Khôn phóng ra, ngay cả Yukio cũng nghĩ như vậy, mắng lớn nói Tiền Khôn thất phu, ông lại dùng ám khí. Ha, nếu nói ám khí, ai mà đấu lại được với ninja các người. Tiền Khôn cười nhạo nói, nhặt dây thừng dưới đất lên, quấn thật chặt lên người Yukio Takada mấy vòng, trói hai tay ra sau lưng, thắt một cái nút thắt chết. Đương nhiên ông ta biết ám khí này không phải của mình, mà không cần nghĩ cũng có thể đoán được, diệu thuật thần kỳ như này, một chiêu đã khống chế Yukio thượng nhãn đỉnh phong, ngoại trừ Lý Dục Thần còn có thể là ai. Gã lực lưỡng cầm biển bên cạnh Yukio Takada, và gã chốc đầu toàn thân là mụn nhọt, thấy Yukio bị bắt, gần như cùng bùng lên, muốn đến cứu người. Bóng trắng vụt đến, gã chốc đầu bị Vô Hoa ngăn lại, hai người tung mấy chiêu, đã bị Vô Hoa giơ bàn tay chém lên sau gáy, mềm nhũn ngã dưới đất. Đây cũng là sau khi Vô Hoa xuất ra thì đã bỏ không dùng đao, nếu là Hoa Hòa Thượng trước đây, giữa ngón ai giấu lưỡi dao, lúc này gã chốc đầu đã chết rồi. Gã lực lưỡng cầm biển giơ cao biển trong tay, đập về phía đầu Tiền Khôn. Những người vây xem không hiểu võ công, vừa nấy Tiền Khôn và Yukio Takada so chiêu nhanh như điện giật, họ cũng không hiểu, chỉ biết Tiền Khôn đã trói Yukio lại. Nhưng gã lực lưỡng này, đầu to, uy thế hung hổ, nhìn rất đáng sợ. Đúng lúc tất cả mọi người đều lo lắng cho Tiền Khôn, nghĩ rằng đầu của ông ta sắp bị đập lệch, bỗng thấy Tiền Khôn đưa một tay ra, nhẹ nhàng khéo léo nắm một đầu tấm biển bệnh phu đường. Gã lực lưỡng giật hết sức, tấm biển lại không động đậy. Tiền Khôn cười lạnh lùng một tiếng, lật cổ tay, tống đi. Chỉ nghe rắc một tiếng. Tấm biển gỗ thật dày nặng nổ tung trên không trung, biến thành vụn gỗ. Còn gã lực lưỡng cầm biển, như bị chùy lớn đánh trúng, cả người ngã bay ra, phập một tiếng đập lên cột trụ thô to của đại sảnh, miệng phun ra máu, chậm rãi trượt xuống, cũng không đứng lên nữa. Xung quanh yên tĩnh 2 giây, sau đó nổ ra tiếng reo. Hò! Hay! Ông lão uy võ biểu dương Hoa Hạ ta uy võ. Đánh chết tên cháu rùa đó đi. Tiền Hân Đồng cũng vỗ tay khen hay, lúc khen hay còn không quên chỉ huy bảo vệ bê tấm biển ma bệnh Đông Dương mới làm đặt lên lưng của Yukio Takada, dùng dây thừng buộc chặt cho ông ta. Vừa buộc, còn vừa nói, ông Cao, đừng vội, nhẫn nhịn chút là được, lúc nữa tôi dắt ông đi dạo phố nha. Yukio Takada tỏ vẻ hung dữ, trong cổ họng hừ hừ gầm lên. Tức giận nói các người giết tôi đi. Giết tôi đi. Tiền Hân Đồng khuyên nói, ông Cao, đừng nghĩ quẩn như vậy. Có câu, chết tử tế không bằng sống hồi tệ. Ông phải nghĩ đến bố mẹ vợ con của ông, nghĩ đến người nhà của ông, nghĩ đến đồng bào của ông, còn đang đợi ông mang vinh quang về đấy. Nếu ông chết, thì họ sẽ đau lòng lắm. Ai, Yukio Takada rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng hét nói, tôi muốn rạch bụng. Tôi muốn rạch bụng. Tiền Hân Đồng lại không ngừng ông Cao khuyên nhủ. Khiến cho những người vây xem được chàng cười lớn. Yukio Takada hét lên càng thảm, những người xem cười càng lớn. Trong đám đông chỉ có một người phụ nữ, sắc mặt âm trầm. Người phụ nữ này chính là người tổng phụ trách của Thiên Nhẫn Tông ở Hoa Hạ, Tamagawa Kyoko. Không biết từ lúc nào, lòng bàn tay thả xuống của Tamagawa Kyoko có thêm một cái boomerang. Hóa thành một luồng lưu quang bay ra, phi thẳng đến Yukio Takada. Tuy Yukio là trợ thủ đắc lực của cô ta, nhưng lúc này cũng chỉ đành hy sinh. Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện sỉ nhục quốc gia như vậy xảy ra. Cho Yukio cõng tấm biển, mà bệnh Đông Doanh đi khắp phố, mặc dù còn sống, về đến Đông Doanh, chắc chắn sẽ bị vạn người chửi mắng,
rạch bụng tự vẫn cũng là kết cục tốt nhất của ông ta. Tamagawa Kyoko cũng không phải chưa từng nghĩ ra tay cứu người. Nhưng cô ta vẫn không làm rõ được dây thừng vừa nãy là thế nào. Còn cả mụn nhọt trên người gã chốc đầu, hiển nhiên không phải là cô gái đó chữa khỏi. Ở đây nhất định có cao nhân ẩn trong tối, giúp bọn họ. Cả tiền đường, chỉ có hai người khiến Tamagawa Kyoko kiêng sợ, một người là Hà Trường Xuân Tông Sư Tiền Đường, một người là Hòa Thượng Chí Nhẫn trụ trì của Chùa Thiên Trúc. Mấy chục năm trước Hà Trường Xuân đã là tông sư, còn Tamagawa Kyoko mới bước vào cảnh giới đột nhẫn được mấy năm. Cô ta không dám đảm bảo mình là đối thủ của Hà Trường Xuân. Còn Hòa Thượng Chí Nhẫn, thì càng không nắm bắt có tin đồn nói, Chí Nhẫn sớm đã vượt qua ngưỡng cửa tông sư, đến cảnh giới viên mãn của Phật môn, cũng chính là bước vào tiên thiên. Boomerang nhanh như điện giật, chớp mắt đã lướt qua sau gáy Yukio Takada. Nhưng điều khiến Tamagawa Kyoko cảm thấy bất ngờ là, Yukio Takada không chết. Trên cổ của Yukio Takada đúng là đã bị rạch một đường máu nhỏ, nhưng vết thương rất nông, cũng chỉ rách ra, chảy máu thôi. Tamagawa Kyoko kinh ngạc. Là cao thủ đột nhẫn, cô ta tuyệt đối không thể nào thất bại. Nhất định là có người đã làm nhiễu tuyến đường của Boomerang. Nhưng cô ta lại không thể phát hiện đối phương đang ở đâu, đã dùng cách gì. Tamagawa Kyoko đoán, chắc chắn là Hòa Thượng Chí Nhãn. Cô ta nhìn Yukio Takada một cái, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng, sau đó quay người bỏ đi. Từ Đồng Khánh Đường đi ra, Tamagawa Kyoko lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Chí Nhẫn đang ở Đồng Khánh Đường, có thể hành động. Sau khi gửi tin nhắn đi, cô ta rẽ vào con đường nhỏ. Bên cạnh, con đường này chính là hướng đi đến Sơn Trang Ngô Việt. Nhưng cô ta vừa đi chưa được mấy bước, thì nhìn thấy một thanh niên đứng giữa đường không xa phía trước, cười như không cười nhìn cô ta. Sao thế, vậy mà đã muốn đi rồi sao? Tiền Nhược Vọng cầm một ấm nước, đi đến vườn hoa, tưới nước cho mấy khóm hoa cúc nở rộ trong gió thu. Trong bụi cậy, trên cây và bồn hoa của hoa viên xuất hiện mười mấy bóng người như quỷ dị. Toàn bộ những người này đều mặc đồ đen, buộc khăn đen trên đầu và che mặt, bên hông treo túi vải. Sau lưng có kiếm dài ngắn khác nhau. Tiền Nhược Vọng không kinh sợ, nước trong ấm chảy xuống với góc độ đẹp mắt, không hề dao động. Tiền gia chủ, ông rất bình tĩnh, người áo đen dẫn đầu nói. Đến khi tưới xong khóm hoa cúc cuối cùng, Tiền Nhược Vọng mới xách ấm nước quay người lại, cười nói các người cũng không gấp mà. Người áo đen nói, Tiền gia chủ, ông biết tại sao chúng tôi đến đây thì giao đồ ra đây đi. Nhiều năm như vậy. Các người vẫn không từ bỏ ảo tưởng sao? Tiền gia chủ, tôi không muốn nhiều lời với ông không giao đồ ra, tôi chỉ đành đại khai sát giới. Hòa thượng không ở đây, Tiền Khôn cũng không ở đây, không ai có thể bảo vệ ông. Vậy sao, Tiền Nhược Vọng ung dung bước, chỉ vào vườn hoa rộng lớn nói, các người cảm thấy, nhà họ. Tiền tôi thực sự là nơi để cho bất kỳ người nào cũng ra vào được sao? Người áo đen khẽ ngẩn người, nói, hừ, lúc tôi vào. Cũng thấy rất kỳ lạ, làm sao phòng vệ nhà họ Tiền lại lỏng lẻo lơ là như vậy. Xem ra ông đã liệu trước chúng tôi sẽ đến, bày sẵn thế trận, đợi chúng tôi chui vào. Tiền Nhược Vọng cười mà không đáp. Người áo đen lạnh lùng nói, bất kể ông âm thầm bố trí bao nhiêu người, trước khi họ ra tay, tôi cũng có thể giết ông. Vậy tại sao anh còn chưa ra tay? Ông thực sự không sợ chết. Chết, Tiền Nhược Vọng ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời có mây trăng lờ lững trôi, cuộc đời con người như phù vân, tụ lại và tiêu tan vô thường. Chết có gì đáng sợ, sống có gì tiếc nuối, chỉ có nhật nguyệt cùng với trời, chính khí tồn tại mãi mãi. Cả đời của tôi, liêm khiết thanh bạch, hào hùng mà thôi. Sao ôi trời ơi, người áo đen phát ra tiếng trầm thấp, Tiền gia chủ, tôi rất khâm phục chí khí của ông. Nhưng sinh mạng của con người chỉ có một, ông không tiếc bản thân. Chẳng lẽ cũng không tiếc tính mạng của những người khác trong Sơn Trang Ngô Việt này sao? Ông không giao đồ ra, chúng tôi chỉ đành giết cả Sơn Trang thôi. Tiền Nhược Vọng cau mày, than nói, ông trời có đức hiếu sinh, các người cứ muốn tìm cái chết. Người áo đen cười lạnh lùng nói, Hòa Thượng Chí Nhẫn không có ở đây, không ai có thể ngăn được chúng. Tôi, A-di-đà Phật, phía sau bỗng vang lên tiếng Phật hiệu. Người áo đen bỗng quay người, thì nhìn thấy một lão tăng lông mày trắng. Đi đến từ đường tắt hoa viên. Ông ta đi rất chậm rất vững chắc, nhưng chỉ chớp mắt đã đến trước mặt họ.
mấy vị thí chủ, đang nói đến tôi sao? Trí Nhẫn. Mười mấy người áo đen cùng kinh ngạc, bất giác đồng loạt lùi lại hai bước, soạt soạt soạt, rút nhẫn đao. Sau lưng. Chẳng phải ông đến Đồng Khánh Đường rồi sao? Người áo đen dẫn đầu hỏi. Trí Nhẫn chắp hai tay, nói, Phật ở đâu, Bần Tăng ở đó, mấy vị thí chủ có duyên với tôi, chỉ bằng theo tôi đến chùa Thiên Trúc cạo đầu xuất ra đi. Ánh mắt người áo đen lóe lên mấy cái, nói tôi hiểu rồi, ông vốn không đến Đồng Khánh Đường, ông cố ý tung tin giả để dụ chúng tôi đến. Hắn ta nháy mắt với một người áo đen bên cạnh, sau đó một tay cầm đao, một tay giơ lên, vung nắm đấm. Mười mấy người đã được đào tạo bài bản, liền bắt đầu hành động theo phân công khác nhau. Có bốn người ném ra đạn khói, nổ ra một làn khói vàng, hình thành một màn chắn xương khói giữa họ và Trí Nhẫn. Có hai người trực tiếp quay người vung đao chém về hướng Tiền Nhược Vọng. Họ cách Tiền Nhược Vọng rất gần, còn Tiền Nhược Vọng không biết võ công, nhìn có vẻ như chết chắc rồi. Trong tay người áo đen dẫn đầu có thêm một lá bùa, đón gió, hóa thành một đám lửa, phủ về phía Trí Nhẫn. Cùng lúc đó, hai người bên cạnh ông ta vung tay ung ra một cái kunai và boomerang, bay về hướng Trí Nhẫn. Kunai là một loại dao găm Nhật Bản. Có hai loại được biết đến rộng rãi là tiểu khổ vô và đại khổ vô. Mặc dù chỉ là một công cụ đơn giản nhưng kunai có thể trở thành một loại vũ khí đa năng khi ở trong tay của các bậc thầy võ thuật. Kunai thường liên quan đến các ninja và được họ dùng để đục khoét lỗ trên tường. Còn người áo đen cũng đã vung nhãn đạo, người kiếm hợp nhất, tấn công về hướng Trí Nhẫn. 7-8 người còn lại chạy về bốn hướng khác nhau. Tầm nhìn của Trí Nhẫn bị chặn. Vừa phải đối diện với sự tấn công trực diện, vừa phải cứu Tiền Nhược Vọng, vừa phải ngăn các ninja khác chạy về hướng khác nhau. Hại những người khác trong sơn trang. Trông có vẻ đúng là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. A-di-đà Phật, Trí Nhẫn đọc một tiếng Phật hiệu. Cùng với tiếng Phật hiệu vang lên, không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Động tác của những người này đều chậm lại. Ngọn lửa mất đi năng lượng lan rộng, dường như sắp tắt. Khói vàng trong không khí cũng không phát tán ra xung quanh nữa, mà ngưng tụ về nơi nổi lên khói xương. Vải đen trên mặt người áo đen bị rách ra, lộ ra khuôn mặt hung dữ méo mó. Tất cả đều khó thở. Hắn ta cảm thấy áp lực mạnh đến từ bốn phương tám hướng, mũi, mắt và khóe miệng đều nhỏ máu. Dường như cả không gian đều đang bị nén lại, người áo đen nhìn Trí Nhẫn, lộ ra ánh mắt kinh sợ. Hắn ta dùng sức lực cuối cùng. Khó khăn nói ra mấy chữ ông. Sát sinh. A-di-đà Phật, Trí Nhẫn chắp tay lại, vẻ mặt từ bi, giết một người cứu vạn người, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Cùng với hai chữ địa ngục, vừa dứt. Giữa trời đất phụt lóe lên. Không gian dường như đổ sập, tất đều thành khói bụi. Tamagawa Kyoko nhớ ra, thanh niên trước mắt chính là người vừa nãy đứng phía sau hồ sư ước. Cô ta vẫn cảm thấy thanh niên này rất bình thường. Ngoại trừ khí chất khá xuất chúng ra, thì không có đặc điểm nào của cao thủ võ đạo. Là cao thủ cảnh giới đột nhãn, cô ta tin vào con mắt của mình. Bất kỳ người luyện võ nào, cô ta cũng có thể nhìn ra, cho dù là tông sư cũng không thể che giấu hoàn toàn khí tức trước mặt cô ta. Trừ phi đã đạt đến cảnh giới thiên nhẫn, cũng là tiên thiên mà võ giả Trung Nguyên thường nói. Nhưng Tamagawa Kyoko chắc chắn không nghĩ được, thanh niên trước mắt vốn không phải võ giả. Mà là người trong tiên đạo. Anh là ai? Cô ta hỏi. Có người tên Lâm Thiếu Bình, cô quen biết không? Lý Dục Thần hỏi lại. Tamagawa Kyoko hiểu ra nói, tôi biết rồi, anh là Lý Dục Thần. Là anh đã giết Thiếu Bình. Lần này cô ta nhập quan, đến tiền đường, ngoại trừ phải lấy được cây cung tiền vương của nhà họ Tiền và châm âm dương của nhà họ Hồ, thì nhân tiện điều tra việc Lâm Thiếu Bình mất tích. Lâm Thiếu Bình là đệ tử đắc ý của tông chủ Thiên Nhẫn Tông Itazura Kazuyoshi, được gọi là thiên tài trăm năm khó gặp, tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới thượng nhẫn, tương lai thành tựu vô hạn. Itazura Kazuyoshi kỳ vọng rất lớn với Lâm Thiếu Bình, cũng đầu tư rất nhiều cho cậu ta. Không ngờ lần này về nước, Lâm Thiếu Bình lại mất tin tức. Bọn họ vốn nghĩ là nhà họ Tiền, vì Lâm Thiếu Bình mang theo sứ mệnh đặc biệt. Muốn lợi dụng thân phận con cháu thế gia hoa hạ của cậu ta, nghĩ cách vào nhà họ Tiền, lấy được cây cung tiền vương. Cho đến bây giờ, Tamagawa Kyoko cũng vẫn cho rằng Lâm Thiếu Bình chết trong tay nhà họ Tiền. Lý Dục Thần này, không thể nào giết được Lâm Thiếu Bình.
Nếu cô đã thừa nhận rồi, vậy tôi có thể tính món nợ của Lâm Thiếu Bình lên đầu cô rồi, Lý Dục Thần nói. Món nợ của Thiếu Bình? Món nợ gì? Tamagawa, Kyoko không hiểu. Quá nhiều, nhiều đến mức cậu ta chết cũng chưa trả hết, chỉ có thể để các người trả tiếp. Tamagawa Kyoko bật cười lạnh lùng. Tên nhóc cuồng ngạo, anh có biết đang nói chuyện với ai không? Đã như vậy, tôi vừa hay báo thù thay cho Thiếu Bình. Nói xong, cô ta rút nhẫn đao. Một tay cầm đao, Tamagawa Kyoko khác hoàn toàn với người phụ nữ trung niên bình thường vừa nãy. Trên người cô ta bùng phát ra uy thế mãnh liệt, thân đao ngưng tụ sát ý cường mạnh vô địch. Mây gió trời đất, dường như tĩnh lại vào lúc này. Thấp thoáng có ánh sáng đang hội tụ trên đao của cô ta. Sau đó trời đất tối sầm, chỉ còn hào quang của đao. Mang theo sức mạnh xé rách không gian, mang theo uy thế chém đứt tất cả, chạy thẳng về phía Lý Dục Thần. Nhát đao này, đã đạt đến đỉnh phong của võ giả. Nhát đao này, không ai có thể địch nổi. Sát ý giữa trời đất, toàn bộ ngưng tụ trên nhát đao. Này! Khoảnh khắc ánh đao lóe lên, thân hình của Tamagawa Kyoko đã dài đến đầu bên kia con phố. Cô ta quỳ một chân dưới đất, cơ thể nghiêng về trước, hai tay cầm đao, ngón tay hướng xuống. Trên phố dài phía sau, để lại vết nứt nhìn mà giật mình dài mấy chục mét. Tamagawa Kyoko chậm rãi đứng lên, quay người. Sau đó, cô ta nhìn thấy người thanh niên áo trắng đứng ở chính giữa con phố, trên mặt còn nở nụ cười nhàn nhạt. Cái gì? Làm sao có thể? Tamagawa Kyoko kinh ngạc nhìn sang Lý Dục Thần. Dưới đường đao của cô ta không ai có thể không bị thương, cho dù là tông chủ cũng phải né tránh cô ta. Nhưng người này, làm sao có thể? Rốt cuộc anh là ai? Giọng của Tamagawa Kyoko hơi run run, cũng không biết là vì đường đao vừa nãy đã tiêu hao cạn công lực cả đời cô ta, hay là vì chấn kinh và sợ hãi. Lý Dục Thần không trả lời, vì không cần thiết. Để cô ta vung đường đao này, chỉ là muốn xem, cao thủ đệ nhị thiên nhẫn tông, rốt cuộc lợi hại thế nào. Xét từ đường đao này, thực lực của cô ta gần bằng Trương Điên, chỉ là chiêu thức của ninja đông doanh đúng là rất thích hợp chiến đấu. Ví dụ như đường đao vừa nãy, phát huy tiềm năng của con người đến cực hạn, thắng bại chỉ trong một chiêu. Thực sự phải liều mạng, có lẽ Trương Điên không đánh lại được người phụ nữ này. Nhưng thực lực của cô ta còn kém xa Hà Trường Xuân đã luyện ra võ hồn. Như vậy xem ra, Thiên Nhẫn Tông cũng chỉ vậy mà thôi, tông chủ Itazura Kazuyoshi cũng sẽ không mạnh đến phi lý. Có hòa thượng chí nhẫn, cho dù đích thân Itazura Kazuyoshi đến, có lẽ cũng không động được vào nhà họ. Tiền. Lúc giết Trương Điên, Lý Dục Thần vẫn chưa đột phá tiên thiên, đã dùng đến đại diễn kiếm pháp. Bây giờ đã phá tiên thiên, đối phó một võ giả vừa bước vào tông sư, thì không cần dùng kiếm. Anh đưa ra ngón tay kiếm vẽ bùa trong hư không. Kim quang trong hư không sáng lên, lóe lên bùa chú khổng lồ. Lý Dục Thần vẽ xong, lòng bàn tay khẽ đẩy về phía trước. Bùa màu vàng ép về phía Tamagawa Kyoko. Tamagawa Kyoko kinh hồn bạt vía. Vẽ bùa trong hư không, đây là thủ đoạn của tiên nhân. Anh, là tiên. Cô ta còn chưa nói xong, kim quang đã đến trước mặt. Cả bùa chữ xuyên qua cơ thể cô ta. Kim quang dần tối dần. Cơ thể của Tamagawa Kyoko cũng trở nên mờ dần. Kim quang tắt. Tamagawa Kyoko, và cả cây đao trong tay cô ta cũng phai mờ. Lúc này, trên con đường lớn trước mặt truyền đến tiếng reo hò. Chính là mọi người đang áp giải Yukio Takada đi trên phố. Lý Dục Thần quay đầu mỉm cười, nơi này đã không cần anh nữa rồi. Bèn cưỡi phi kiếm, hóa thành lưu quang, bay về hướng thành phố Mai. Phố dài tĩnh mịch giống như mọi ngày, chỉ có một vết nứt kiếm dài mấy chục mét yên tĩnh nằm ở đó, nhìn mà giật mình. Yukio Takada cõng trên lưng tấm biển ma bệnh đông doanh, trên cổ buộc dây thừng, bị người ta dắt đi, chân nam đá chân chiêu đi trên phố. Ông ta đã bị phong bế kinh mạch, không thể vận chân khí, nửa người bị kiềm chế, chỉ để lại hai chân tự do đi lại. Như vậy, dưới sự vây xem của rất nhiều người, ông ta đi quanh Đồng Khánh đường ba vòng. Sau ba vòng, Tiền Khôn đã phế võ công của ông ta, thả ông ta về đông doanh. Yukio Takada không có mặt mũi đi về, giữa đường đã rạch bụng tự vẫn. Hình ảnh của Yukio Takada cõng tấm biển đi khắp phố truyền khắp trên mạng,
có cư dân mạng miêu tả cả quá trình Yukio đến Đồng Khánh Đường khiêu chiến sống động như thật. Danh hiệu ma bệnh Đông Doanh cũng bắt đầu lưu hành khắp trên mạng. Đương nhiên người Đông Doanh không thừa nhận, thậm chí họ không thừa nhận Yukio Takada là người Đông Doanh, chỉ trách Hoa Hạ đang bôi nhọ bọn họ. Sau khi thi thể của Yukio Takada được đưa về Đông Doanh, bị phơi ở sân bay Narita cả 3 ngày mà không ai nhận về. Trong võ đạo quán tổng bộ Thiên Nhẫn Tông ở Edo, tông chủ Thiên Nhãn Tông Itazura Kazuyoshi tức giận đập điện thoại xuống đất. Tamagawa Kyoko thì sao, có liên lạc được không? Vẫn chưa liên lạc được, thuộc hạ cúi đầu, sợ hãi trả lời, nhưng chúng tôi phát hiện ra một vết đao của một đường đao chém để lại dưới đất trong con ngõ gần con phố mà ông Yukio đi. Có nghĩa là Kyoko rất có thể đã, Lazura Kazuyoshi chấn kinh. Thuộc hạ cúi đầu không nói. Là ai chứ? Hà Trường Xuân, hay là Chí Nhẫn? Lazura Kazuyoshi thầm đọc ra những cái tên này, xem ra, tôi cũng phải đến Hoa Hạ một chuyến rồi. Hội trưởng, thi thể của ông Yukio xử lý thế nào? Ông ta có thể rạch bụng tự vẫn, tôi tin ông ta không phản bội, là người Hoa Hạ ép ông ta làm chuyện ông ta không muốn làm. Để ở sân bay cũng không ổn, cậu đi đưa ông ta ra, vứt xuống biển đi, biển lớn mới là nơi trở về của chúng ta. Nơi trở về thuộc hạ dường như không hiểu. Lazura Kazuyoshi nhìn sang hướng đông, ánh mắt trống rỗng, dường như xuyên qua bức tường, nhìn về nơi xa xôi. Trên mặt biển cách Edo hàng trăm hải lý, một con tàu bắt cá voi đang đi về hướng tây nam. Khuôn mặt của thuyền viên nở nụ cười của kẻ chiến thẳng. Lần này ra biển, đã bắt được hơn 200 con cá voi, đủ để họ nghỉ ngơi mấy năm. Nếu muốn nghỉ hưu, số tiền được chia, tiết kiệm một chút cũng đủ sống nửa đời còn lại không cần lo ăn mặc. Đúng lúc này, trên mặt biển phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bức tường màu xanh lam cao đến hàng chục mét. Sóng thần, mau quay đầu, tàu bắt cá voi khổng lồ và chất đầy bắt đầu quay đầu. Nhưng trước mặt bức tường cao màu xanh sắp ập đến, nó lại vụng về như vậy. Không có tín hiệu động đất, sao lạ có sóng thần. Các thuyền viên nhìn bức tường cao màu xanh đó, trên mặt đầy chấn kinh và khó hiểu. Bỗng nhiên, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ đáy biển. Là thú biển, có thuyền viên kinh sợ hét lớn. Nhưng ngoại trừ kinh hãi kêu thét, họ cũng không làm gì được. Bức tường cao được dựng bằng nước biển đổ sập, sóng nổi lên đẩy con tàu lên đến đầu ngọn sóng. Trong khoảnh khắc đó, các thuyền viên như đứng trên một ngọn núi cao. Họ nhìn thấy trên mặt biển rộng lớn, một vòng xoáy lốc khổng lồ xuất hiện, giống như cái động đen, đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tiếng gầm trầm thấp từ đáy động truyền đến. Ngọn sóng nhanh chóng rút xuống, con tàu lập tức bị hút vào đáy sâu, xoay vòng, chìm vào động đen khổng lồ. Đúng lúc này, trên mặt biển phía xa nổi lên đường nước màu trắng. Một bóng người áo đen đang đạp nước đi đến, chỉ thấy anh ta cúi người, hai tay cầm đao, thân đao lê theo phía sau. Hai chân thay nhau dẫm lên sóng biển cực nhanh, để lại đường chằng kéo dài hàng dặm phía sau anh. Đến khi cách xoáy lốc chỉ còn khoảng 1 km, người này đột nhiên bay người lên, người trên không trung, giơ trường đao cao quá đỉnh đầu. Thời gian dường như dừng lại, toàn bộ sát khí giữa trời đất ngưng tụ trên trường đao đó. Doạt, chém xuống một đao. Mặt biển bị chém ra một đường nứt sâu mấy trăm mét, dài đến mấy km. Sóng biển biến thành hai hàng dãy núi, nổi lên hai bên. Trong đường nứt nổi lên màu đỏ, giống như biển hoa màu đỏ nở rộ. Grun! Một tiếng gầm, truyền ra từ đường nứt, rồi lại chìm vào. Sâu trong biển. Sóng biển dâng lên, dập dềnh mấy lượt, mặt biển dần yên bình trở lại. Chỉ để lại nước máu đỏ rực còn đang sôi sục. Người áo đen đứng trong gió, nói bằng tiếng Đông Doanh, khốn khiếp, lại để mày chạy rồi. Nói xong, thân hình vụt đi, cả người biến mất trong hư không. Một lúc sau, hai mảnh của con tàu bắt cá voi bị gãy đôi nổi lên từ đáy biển, và trôi dạt theo sóng. Thành phố Mai, ngày xưa được gọi là Nghiêm Châu, là nơi ẩn sĩ Đông Hán Nghiêm Tử Lăng ẩn cư. Vì vậy, nhà họ Nghiêm vẫn luôn là gia tộc lớn nhất, có danh vọng nhất thành phố Mai. Một đường lưu quang bay qua chân trời, rơi xuống đài câu của Nghiêm Tử Lăng. Nghe nói nơi này là nơi Nghiêm Tử Lăng câu cá hàng ngày. Bên sông có tấm biển non cao nước dài, được đặt theo câu trong từ đường ký Nghiêm tiên sinh của Phạm Trọng, Yêm, mây núi xanh biếc, sông nước cuồn cuộn. Phong thái tiên sinh, non cao nước dài.
Lý Dục Thần đáp xuống trong đài câu, nhưng thấy mặt sông rộng lớn, non xanh liên miên, nơi này hội tụ một dòng sông linh khí. Người ở nơi này, có thể tắm trong linh khí núi sông, vừa có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, là nơi phù hợp. Để tu hành, nghĩ Nghiêm Tử Lăng đó chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Đáng tiếc là, nay nơi này đã thành cảnh đẹp du lịch, rất nhiều kiến trúc hiện đại ở đây, tuy đã cố tạo ra vẻ cổ xưa. Cuối cùng vẫn không ăn nhập, lại thêm khách du lịch đông như nêm, linh khí bị nhân khí đàn áp đi rất nhiều. Ngắm cảnh núi non một lúc, Lý Dục Thần lấy điện thoại ra, theo địa chỉ của Lâm Vân, điều hướng đến khu nhà của nhà họ Nghiêm. Cổng lớn của khu nhà đóng chặt. Lý Dục Thần ấn chuông trên cổng. Chỉ lúc sau, một người như người giúp việc ra mở cửa, nhìn Lý Dục Thần từ đầu đến chân mấy cái, hỏi anh tìm ai. Lý Dục Thần nói, xin hỏi, bà Nghiêm Tuệ Mẫn có nhà không? Ở đây không có người này. Cô giúp việc nói xong, phập một tiếng đóng sập cửa. Lý Dục Thần bị cho ở người cửa, liền ngẩn người ngạc nhiên. Tiếp tục gõ cửa. Cô giúp việc vẫn thấy là anh, bực bội nói, đã nói với anh là không có người này mà. Lý Dục Thần hỏi, nơi này có phải là Phủ Nghiêm thành phố Mai không? Cô giúp việc nói, đúng thế, nhưng không có người mà anh cần tìm. Lý Dục Thần nói, vậy tôi không tìm Nghiêm Tuệ Mẫn, tôi tìm Nghiêm Công Nghiệp. Nghiêm Công Nghiệp là bố của Nghiêm Tuệ Mãn, ông ngoại của Lâm Vân. Không ngờ cô giúp việc nói, chết rồi. Nói xong lại phập một tiếng đóng cửa lại. Lý Dục Thần kinh ngạc. Chết rồi, không thể nào chứ. Hôm qua Lâm Vân chỉ nói là bệnh tình nặng thêm, không. Nói tin xấu. Hơn nữa, cho dù chết thật, cũng phải tổ chức tang lễ chứ, đâu có đóng cửa, từ chối khách không cho vào. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Tuệ Mẫn. Nghiêm Tuệ Mãn nghe nói Lý Dục Thần đến thành phố Mai, vô cùng vui mừng, đích thân lái xe đến đón anh. Lý Dục Thần đứng đợi ở cổng nhà họ Nghiêm. Một lúc sau, một chiếc xe dừng bên đường, Nghiêm Tuệ Mãn xuống xe, đứng ở đó vẫy tay với Lý Dục Thần, hình như không muốn đến gần. Lý Dục Thần bèn đi qua đó. Dục Thần à, sao cậu lại đến đây? Đến cũng không nói trước một tiếng, để tôi còn chuẩn bị, Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Lý Dục Thần phát hiện mẹ vợ tương lai tiểu tụy đi rất nhiều. Thì ra Nghiêm Tuệ Mãn luôn có khí chất hiền thục, hơn nữa còn điều dưỡng rất tốt, hơn 40 tuổi mà trông cũng. Chỉ như 30. Bây giờ trên đầu lại thấy sợi tóc bạc, khí sắc cũng nhợt nhạt, buồn rầu. Cháu nghe Lâm Vân nói, bệnh tình của ông cụ trở nặng, cho nên đến xem sao, Lý Dục Thần nói. Nghiêm Tuệ Mẫn vui mừng nói, tôi cũng sớm nghĩ đến tìm cậu, nhưng Thanh Thu nói cậu đã đến thủ đô, tôi sợ làm lỡ việc lớn của nên không gọi cho cậu. Ôi trời, lần này tốt rồi, cậu đến rồi, bố tôi được cứu rồi. Nói xong, mở cửa xe, bảo Lý Dục Thần lên xe. Lý Dục Thần quay đầu chỉ vào cổng khu nhà họ Nghiêm nói, nhà này không phải Phủ Nghiêm sao? Sắc mặt Nghiêm Tuệ Mẫn ảm đạm nói, lên xe rồi nói. Lý Dục Thần gật đầu rồi lên xe. Nghiêm Tuệ Mãn vừa lái xe, vừa nói, bây giờ tôi và bố tôi sống ở quê, không khí dưới quê trong lành hơn, còn có thể ăn được rau xanh quả tươi của mình tự trồng, có lợi cho sức khỏe của ông cụ. Lý Dục Thần biết có lẽ sự thực không phải như vậy, nói, bác à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bác không cần giấu cháu. Nghiêm Tuệ Mẫn cười lúng túng, nói, đúng đúng đúng, là tôi không đúng, chúng ta là người một nhà, có gì không thể nói chứ. Ây, bà ta thở dài một tiếng, thực ra khởi nguồn ấy à, vẫn là chuyện giữa nhà họ Lâm chúng tôi và nhà họ Viên. Cậu cũng biết đấy, bây giờ nhà họ Lâm đã cô độc lẻ loi, ngoại trừ bạn của cậu, cậu Trần và cậu Lang, đâu còn có ai muốn giúp nhà họ Lâm. Tất cả những người qua lại với nhà họ Lâm, đều bị nhà họ Viên chèn ép. Vì tôi, đương nhiên nhà họ Nghiêm thành phố Mai cũng bị liên lụy. Lý Dục Thần cũng đoán được, nhà họ Viên không chèn ép nhà họ Nghiêm mới lạ đó. Bố tôi ủng hộ nhà họ Lâm, nói bất kể hai nhà Viên và Lâm có ân oán gì, chúng ta chỉ cần lo tốt phần mình, làm ăn cần hợp tác thì tiếp tục hợp tác, hợp đồng cần thực hiện tuyệt đối không hối hận. Còn tình cảm hai nhà là sự thực không thể thay đổi, không thể vì vậy mà xa cách. Nghiêm Tuệ Mẫn tiếp tục nói. Các gia tộc khác thành phố Mai đều nghiêng về nhà họ. Viên, cũng nhân cơ hội cướp việc làm ăn của nhà họ Nghiêm. Bố tôi là người chính trực, quyết không quay lưng lại với nhà họ Lâm. Dưới sự đàn áp nặng nề, ông đã ngã bệnh. Vào lúc quan trọng, nhà một ngày không thể không có chủ.
Bố tôi giao vị trí gia chủ cho anh cả tôi, nhưng anh cả tôi sợ vợ, cho nên quyền bính thực tế lại nằm trong tay chị dâu tôi. Chị dâu tôi sợ nhà họ Viên chèn ép, cũng không biết chị ta dùng cách gì, đột nhiên trèo cao đến nhà họ Viên, nói là họ hàng xa với nhà họ Viên. Nên chị ta hoàn toàn nghiêng về phía nhà họ Viên, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm, còn đuổi tôi ra khỏi Phủ Nghiêm, cũng chính vì vậy, bệnh tình của bố tôi mới thêm nặng. Ông quát mắng anh ta tôi vô dụng, mắng chị dâu bội tín bất nghĩa. Chị dâu tôi cũng đuổi ông ra khỏi nhà, tôi đành đón bố tôi về nhà cũ dưới quê sống. Lúc nói đến đây, Nghiêm Tuệ Mẫn cay sống mũi, nước mắt chảy nơi khóe mắt. Đây là chuyện nhà của người ta, Lý Dục Thần cũng không tiện nói gì. Nhưng chuyện này đã liên quan đến nhà họ Viên, tranh chấp giữa hai nhà Lâm Viên lại bắt nguồn từ anh, thì anh cũng không thể không quản. Chiếc xe nhanh chóng vào một thôn trang. Dừng trước mấy gian nhà kiểu cũ ở đầu thôn. Căn nhà vừa nhìn là biết đã từ lâu lắm rồi. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, cả thôn này đều họ Nghiêm, coi là cùng gốc với nhà họ Nghiêm. Người trong thôn không vòng vo nhiều, cũng không biết tranh chấp giữa nhà họ Lâm và nhà họ Viên, cho nên rất tốt với chúng tôi. Lý Dục Thần theo Nghiêm Tuệ Mẫn đi vào phòng. Bài trí trong phòng rất đơn giản, giống như nhà nông dân bình thường. Nghiêm Công Nghiệp bố của Nghiêm Tuệ Mẫn đang nằm trên giường trong phòng. Bố ơi, Nghiêm Tuệ Mẫn gọi một tiếng, bố xem con đưa ai đến thăm bố này. Bà ta kéo Lý Dục Thần đến trước giường, đây là Dục Thần mà con thường nói với bố, Lý Dục Thần, cậu Lý. Nghiêm Công Nghiệp vô cùng yếu ớt, khuôn mặt xương, sầu không có chút huyết sắc. Ông cụ nghe thấy lời của Nghiêm Tuệ Mẫn, lại không thốt ra tiếng được, chỉ dùng con mắt sâu trong hốc miễn cưỡng nhìn Lý Dục Thần một cái, miệng thở ra một hơi. Nghiêm Tuệ Mãn lau nước mắt ở khóe mắt, nói với Lý Dục. Thần, bây giờ bố tôi như vậy đấy, mỗi ngày chỉ ăn nửa bát cháo, nói cũng không ra hơi, may mà có thuốc của Lang Trung Tôn giữ được cái mạng, nếu không, có lẽ không đợi được cậu đến. Lý Dục Thần nhìn lên giường một cái, hỏi, Lang Trung Tôn là ai? Là một lão trung y rất nổi tiếng của thành phố Mai. Bệnh của bố tôi, bệnh viện cũng bó tay, chỉ uống thuốc của Lang Trung Tôn là có hiệu quả, sau này vẫn luôn tìm ông ta khám. Bác có quen thân với Lang Trung Tôn này không? Trước đây không thân, mấy ngày nay ông ta đều đến khám, cơ bản cách một ngày đến một lần, cho nên cũng coi là thân quen. Ban đầu là ai mời ông ta khám cho ông cụ? Có lẽ là anh cả của tôi. Cho cháu xem đơn thuốc. Không có đơn thuốc, đều là thuốc ông ta phối, cầm đến uống. Ồ, chỗ tôi còn có mấy viên thuốc. Nghiêm Tuệ Mẫn nói xong rồi đến bàn bên cạnh cầm một chai thuốc. Lý Dục Thần mở chai thuốc ra ngửi, lập tức biết là thế nào. Chỉ là anh không hiểu, tại sao họ phải giữ nửa cái mạng của Nghiêm Công Nghiệp. Xem ra còn có ý đồ khác. Hôm nay Lang Trung Tôn có đến không, Lý Dục Thần hỏi. Vẫn chưa đến. Nghiêm Tuệ Mãn nói, bình thường ông ta đến vào chiều muộn, ban ngày ông ta làm ở phòng khám. Lý Dục Thần không nói gì, trả thuốc cho Nghiêm Tuệ Mãn. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, Dục Thần à, cậu chữa cho bố tôi đi, cậu mà ra tay, chắc chắn chữa khỏi bệnh. Bà ta nhớ đến cảnh lúc trước Lý Dục Thần chữa bệnh cho Lâm Thượng Nghĩa. Lý Dục Thần nói, không vội, đợi Lang Trung Tôn đến rồi tính. Nghiêm Tuệ Mãn là người thông minh. Từ lời nói của Lý Dục Thần nghe ra có gì đó không ổn, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này, bỗng nghe bên ngoài có người gọi, cô ơi. Nghiêm Tuệ Mẫn nghe liền vui mừng nói, là cháu của tôi Nghiêm Cẩn, con trai của anh hai tôi. Bên ngoài một thiếu niên đi vào, sắp xỉ tuổi với Lâm Vân, cao hơn Lâm Vân một chút, nhưng người khá gầy, có vẻ nhanh nhẹn thông minh. Lý Dục Thần vừa gặp được Nghiêm Cẩn, hơi ngạc nhiên. Vì trên người thiếu niên này lại thấp thoáng có linh khí đang chảy, hơn nữa còn ẩn giấu cực tốt, người bình thường. Không nhìn ra, Nghiêm Cẩn vui vẻ đi vào, trong tay cầm một cái túi lớn, không ngờ trong nhà có người lạ, bất giác ngẩn người ở đó. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, Nghiêm Cẩn à, đây là, Lý, ấy, cháu gọi là cậu Lý đi, đến chữa bệnh cho ông nội cháu. Nghiêm Cẩn hiếu kỳ nhìn Lý Dục Thần mấy cái, bỗng nói, là anh rể phải không? Lý Dục Thần hơi ngẩn người, bất giác thấy buồn cười. Nghiêm Tuệ Mẫn cũng kỳ lạ nói, Nghiêm Cẩn, làm sao cháu biết cậu ấy là? Lâm Vân sớm đã nói với cháu rồi, Nghiêm Cẩn hào sảng tiến lên, đặt đồ lên bàn, chồng chưa cưới của chị họ, tên là Lý Dục Thần, vô cùng lợi hại, có thể đánh cả ngàn người.
Tiểu Vân này, sao lại bốc phét như vậy? Tuy Nghiêm Tuệ Mãn cũng cảm thấy Lý Dục Thần rất lợi hại, nhưng một mình đánh cả ngàn người cũng khoa trương quá rồi. Bỗng cảm thấy nói Lâm Vân bốc phét trước mặt Lý Dục Thần, hình như không ổn, bèn hơi lúng túng. Lý Dục Thần cũng không ngờ Lâm Vân lại bốc phét ra bên ngoài như vậy, cười nói, Lâm Vân chủ yếu là tự khoa trương bản thân thôi, cậu ta không nói với cậu, cậu ta có thể đánh 10 người chứ. Nghiêm Gần nói anh ấy có thể đánh 100 người. Ha ha ha, cuối cùng Lý Dục Thần không nhịn được cười phá lên. Nghiêm Cẩn thấy kỳ lạ nói, anh rể, anh ấy bốc phét ư. Em còn hy vọng nghỉ đông có thể học anh ấy mấy chiêu đấy. Lý Dục Thần bỗng tóm cổ tay của Nghiêm Cẩn, bắt mạch của cậu ta. Bên trong cơ thể Nghiêm Cẩn không có chân khí, khí hải trống trơn, đan điền thường thường. Trong mắt của người bình thường, cậu chỉ là một thiếu niên thông thường. Nhưng trong cơ thể của cậu lại ngập tràn một thứ khác. Toàn bộ máu thịt và gân cốt của cậu đều bị thứ này bao quanh, như thể được tắm rửa trong đó, rồi chậm rãi xảy ra biến hóa. Thứ này là loại khí đặc thù của người tu hành, cũng có thể xưng là khí tiên gia. Gòn thuần khiết hơn cả chân khí. Nói cách khác, tên nhóc này chưa từng học qua bất kỳ môn võ đạo hoặc cửa hông nào khác, mà bước thẳng lên con đường tu hành chính tông nhất của tiên gia. Đây là một con đường quanh co, đồng thời cũng là một đường tắt. Nói nó quanh co, là bởi vì trong ngắn hạn, phương pháp này chẳng khác gì dưỡng sinh, không nhìn ra bất kỳ hiệu quả gì. Không giống những phương pháp khác như, võ đạo, y đạo hay bùa chú, luôn có một nghề thành thạo. Nhưng nếu một lòng chuyên chú với phương pháp, chính gốc nhất này, thì lại là phương pháp tốt nhất đi đến, trúc cơ tiên đạo, sau này tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn từ võ nhập đạo rất nhiều. Chỉ là ít có ai áp dụng cách này, bởi nó có yêu cầu cực cao đối với căn cốt, ngộ tính và cơ duyên của một người. Hơn nữa theo cách này lại không có một nghề rong người, khó có thể ứng đối với đủ loại nguy hiểm trên con đường tu hành. Xem ra tên nhóc này có một sư phụ tài giỏi. Nghiêm Cẩn thấy Lý Dục Thần cầm tay của mình, nghi ngờ gọi một tiếng, anh rể. Lý Dục Thần mỉm cười, không nói thẳng ra, uyển chuyển trả lời, tuyệt đối đừng học lung tung theo thằng nhóc Lâm Vân kia, đáy của cậu không thích hợp luyện võ. Nghiêm Cẩn dường như khá thất vọng, cười khổ, Lâm Vân cũng bảo em không phải người hợp luyện võ, em vốn còn không tin, nhưng nếu anh rể đã nói vậy thì em cũng hết hy vọng. Nói xong, cậu ta không dây dưa vấn đề này nữa, mở cái túi trên bàn, lấy ra rất nhiều món, cô ơi, cháu mua chút đồ ăn, đều là món trước kia ông nội cháu thích ăn. Có cả vịt hun khói cô thích nữa. Thằng nhóc này, tiêu nhiều tiền thế làm gì hả, muốn ăn thì tự cô sẽ đi mua. Ngoài miệng Nghiêm Tuệ Mẫn nói như vậy, trên mặt lại cười nở hoa. Cháu chỉ dùng tiền tiêu vặt của mình để mua, không có xin tiền bố, Nghiêm Cẩn đáp. Nghiêm Tuệ Mẫn sờ đầu cậu ta, biết rồi, cháu là đứa nhỏ ngoan hiểu chuyện, nhưng lần sau không cần mua, nhớ để bác cả với bác gái của cháu biết sẽ không tốt. Nghiêm Cẩn khinh thường, cháu còn lâu mới sợ bọn họ. Nếu cháu giống như anh họ Vân, đánh lại là được, dạy dỗ bọn họ một trận ra trò luôn. Nghiêm Tuệ Mẫn vội vàng nói, thằng nhóc này, đừng có nói lung tung. Đó là bác cả của cháu đấy. Nghiêm Cẩn vẫn tức giận bất bình, hừ, chỉ cho phép. Ông ta đuổi ông nội ra khỏi nhà, cháu nói một câu cũng không được. Lý Dục Thần chợt cảm thấy cực kỳ thú vị, hỏi lại cậu thật sự muốn đánh trả. Ánh mắt Nghiêm Cẩn sáng lên, vui mừng đáp, đúng vậy đó, anh rể, anh lợi hại như vậy, giúp nhà em đánh trả lại đi. Ngay cả trên mặt Nghiêm Tuệ Mẫn cũng lộ ra vẻ mong đợi nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần lắc đầu, đây là chuyện nhà của nhà họ Nghiêm các cậu, quan Thanh Liêm khó dứt việc nhà, tôi là người ngoài, không tiện tham dự. Anh là anh rể họ của em mà, người ngoài ở đâu ra, Nghiêm Cẩn đáp. Lý Dục Thần trầm giọng nói, đừng tưởng rằng cậu gọi tôi một tiếng anh rể liền có thể trông chờ tôi giúp cậu ôm đồm mọi chuyện. Ông nội cậu nằm ở đây, nếu cậu có gan, nên dùng chính sự can đảm và sức mạnh của cậu để giúp ông nội cậu, cũng chính là đang giúp cậu lấy lại những thứ đã mất đi. Em, Nghiêm Cẩn nhìn thoáng qua Nghiêm Công Nghiệp đang nằm trên giường, em đương nhiên có can đảm. Nhưng mà, em chỉ là một học sinh cấp 3, bố em là người thành thật, nhìn thấy bác cả em thì đến dám cũng không dám đánh. Em cũng đâu biết võ công, em còn có thể làm sao? Lý Dục Thần cười nói, không biết võ công thì cậu có thể học mà. Nghiêm Cẩn trả lời, nhưng chẳng phải anh mới vừa nói em không thích hợp luyện võ, bảo em đừng đi theo anh họ Vân học sao?
Lâm Vân thực sự không dạy được cậu, nhưng tôi có thể dạy cho cậu. Ban đầu Nghiêm Cẩn kinh ngạc, khó tin nhìn thẳng Lý Dục Thần, sau đó mừng rỡ hỏi lại, thật ạ? Lý Dục Thần đáp, tôi thì không có vấn đề gì, nhưng không biết sư phụ cậu có đồng ý hay không? Nghiêm Cẩn sững sờ, sư phụ, em đâu có sư phụ. Lý Dục Thần cũng sửng sốt, thần thức đảo qua thân ép gạch dưới thể của Nghiêm Cẩn. Nhưng thoạt nhìn Nghiêm Cẩn không giống đang nói dối, anh không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Không thể nào, không có sư phụ thì ai dạy cậu cách hít vào thở ra, ai bảo cậu công phu rút riêng thêm hống. Nghiêm Cẩn nghe mà hồ đồ, anh rể, anh nói những thứ này em đều nghe không hiểu. Có điều, biểu cảm của cậu ta hơi do dự, dường như có điều khó nói. Không sao, nếu như không tiện nói thì không nói. Lý Dục Thần không muốn ép buộc cậu ta nói, bởi vì tiên gia bí truyền, đặc biệt là tán tiên, lúc truyền thừa đều giữ kín không nói ra, đỡ phải rước lấy phiền phức. Nghiêm Cẩn do dư một hồi, vẫn mở miệng nói, em thích thư pháp. Lúc nhỏ, ông nội từng cho em một cây bút và một quyển sách cổ, chữ trong sách cổ kia nhìn rất đẹp, nên em thường xuyên lấy ra làm bảng chữ mẫu ý luyện chữ. Có một lần, em dùng cây bút ông nội cho luyện chữ trong quyển sách cổ kia, luyện quá lâu nên ngủ mất. Ở trong mơ em gặp được một người, người kia nói mình là Nghiêm Tử Lăng, tổ tiên của nhà họ Nghiêm chúng em. Nghiêm Tử Lăng, Lý Dục Thần và Nghiêm Tuệ Mẫn đồng thời giật mình. Nếu mà so sánh, kỳ thật Lý Dục Thần giật mình nhiều hơn. Nghiêm Tuệ Mẫn chỉ tưởng rằng Nghiêm Cẩn nằm mơ, nhưng Lý Dục Thần biết không phải là nằm mơ đơn giản như vậy. Vấn đề hẳn nằm ở trong chiếc bút hoặc quyển sách kia. Nghiêm Cẩn nói từ đó về sau, ngài ấy sẽ thường xuyên chạy vào trong mộng của em lúc em đang luyện chữ, còn dạy em rất nhiều thứ. Nhưng vài thứ kia em rất khó hình dung và miêu tả, không biết có phải là những thứ mà anh rể đang nói đến kia không? Lý Dục Thần gật gật đầu, tiên nhân dạy học đều dùng thần niệm giao lưu, rất nhiều thứ không thể dùng chữ viết biểu thị, cho nên các đời đan kinh đạo thư đều trúc trắc, tối nghĩa, khó hiểu. Nghiêm Cẩn cho rằng mình đang ở trong giấc mơ, thật ra đó không phải là mơ, cậu ta chỉ đang rơi vào trạng thái nhập định giống như ngồi thiền. Đây là cánh cửa đầu tiên mà người tu hành phải bước qua, bao nhiêu người bởi vì khó nhập định, hoặc thời gian nhập định không dài mà không thể đi sâu tu hành trong thời gian dài. Tên nhóc này quả thật là người may mắn, trong cây bút lại ẩn giấu một ông cố nội. Đây là cơ duyên của riêng cậu, cậu phải biết quý. Trọng nớ, Lý Dục Thần nói, nếu trong hiện thực cậu chưa có sư phụ, tôi dạy cho cậu vài thứ hẳn cũng không sao. Nghiêm Cẩn mừng rỡ hỏi lại, anh rể, anh chịu dạy. Em võ công. Lý Dục Thần trả lời, không phải võ công, cậu luyện võ công quá lãng phí, tôi dạy cho cậu pháp thuật. Pháp thuật, Nghiêm Cẩn mở to hai mắt, quả thực chẳng thể tin nổi, trên đời này thật sự có pháp thuật. Lý Dục Thần mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, một ánh kiếm lao ra, bay quanh phòng ba vòng, sau đó vèo. Một cái bay ra khỏi cửa sổ. Trong chớp mắt nó lại bay về, rơi vào trong tay Lý Dục Thần. Anh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay rỗng tuếch. Nghiêm Cẩn nghẹn họng nhìn chân chối hồi lâu sau, mới nói, anh rể, đó là ảo thuật à? Lý Dục Thần cười ha ha, ảo thuật đều là giả, của anh là thật. Không tin em ra nhìn xem tảng đá lớn bên ngoài cửa thôn đi. Nghiêm Cẩn lập tức chạy ra ngoài. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn theo bóng lưng cậu ta, suy ngẫm nói, cây bút Nghiêm Cẩn nhắc đến tôi có biết, là một chiếc bút lông bằng bạch ngọc gia truyền của nhà chúng tôi. Ở chỗ chúng tôi, lúc trẻ con đầy tháng đều phải cho chúng bốc thăm. Lúc ấy, đứa nhỏ Nghiêm Cẩn này bắt được cây bút. Bố tôi rất vui vẻ, liền đưa bút bạch ngọc gia truyền trong nhà cho cậu ta. Chuyện này khiến chị dâu cả của tôi ghen ghét hồi lâu. Có điều, chuyện bố tôi cho cậu ta một quyển sách cổ, thật ra tôi vẫn chưa biết. Đó hẳn là quyển sách Tử Lăng đi. Ồ, quyển sách Tử Lăng là thứ gì? Lý Dục Thần hỏi. Nghiêm Tuệ Mẫn đáp, truyền thuyết, tổ tiên Nghiêm Tử Lăng nhà tôi có để lại một quyển sách, nghe nói trong đó ghi lại rất nhiều bí mật có liên quan đến thành phố Mai, còn có lời đồn nói nó ghi chép lại manh mối về một bảo tàng. Sau khi bố tôi bị bệnh, anh trai và chị dâu tôi không chỉ một lần tới hỏi về tung tích của quyển sách Tử Lăng. Bố tôi đều nói không có thứ này. Nếu bố bác cũng đã nói không có quyển sách này, tại sao bác lại hoài nghi ông ta đưa cho Nghiêm Cẩn chứ? Lý Dục Thần hỏi lại. Tôi cũng chỉ là đoán mò. Có khả năng trong lòng tôi vẫn hy vọng có thứ này đi, Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Lúc này, Nghiêm Cẩn hưng phấn chạy vào,
vừa nói vừa thở không ra hơi, cửa thôn. Tảng, trên tảng đá ngoài kia có khắc chữ. Nghiêm Tuệ Mẫn mở miệng, nhìn tên nhóc cháu đi, chạy vội vã như vậy làm gì, trên tảng đá ngoài cửa thôn đương nhiên có chữ. Không, không phải, không phải tên thôn, Nghiêm Cẩn chỉ vào mình, là tên của cháu. Hả, tên của cháu, Nghiêm Tuệ Mãn cũng không dám tin nhìn sang Lý Dục Thần. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, như thể có một vệt ánh sáng lóe lên một cái rồi tắt, thế mà đã khắc xuống ên của Nghiêm Cẩn trên tảng đá cửa thôn. Người con rể này rốt cuộc là ai vậy? Hai mắt Nghiêm Cẩn sáng rực nhìn Lý Dục Thần, anh rể, đây chính là thanh kiếm biết bay có thể dễ như trở bàn tay lấy xuống đầu người ở xa ngàn cây số sao. Anh rể, anh dạy em đi. Lý Dục Thần đáp, kiếm khí 3.000 dặm, một kiếm phá núi cao, cậu cảm thấy thế nào? Trên mặt Nghiêm Cẩn lộ vẻ vô cùng khát khao, quá đỉnh luôn. Lý Dục Thần lắc đầu nói, nếu như cậu chỉ hướng tới điều này, vậy tôi không thể dạy cậu được. Ở trong mơ, chẳng lẽ ngài Nghiêm Tử Lăng không dạy cậu lòng không thể sinh tham lam sao? Nếu cậu mê mẩn với uy lực của pháp thuật, vậy sẽ rơi vào tà ma ngoại đạo. Sắc mặt Nghiêm Cẩn biến đổi, hình như có cảnh giác, xấu hổ đáp, anh rể nói đúng, em sai rồi. Nhanh chóng nhận được sai lầm của mình, đồng thời chân thành nhận lỗi như vậy, thực sự khiến Lý Dục Thần khá bất ngờ, cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Đứa nhỏ này còn rất có tiền đồ, hôm nay cậu không cần đi học. Cần ạ, bây giờ là nghỉ trưa, em lén chạy ra ngoài, có điều em có thể xin phép nghỉ, Nghiêm Cẩn trả lời. Lý Dục Thần nghĩ nghĩ nói, xin nghỉ thì không cần, tan học xong sớm một chút chạy đến đây đi. Thứ tôi dạy cho cậu rất đơn giản, cậu vừa học liền biết. Ngoài ra, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lâm Vân, bảo cậu ta cũng tới luôn. Ngày mai, hai anh em các cậu cùng nhau xông vào đại trạch nhà họ Nghiêm một lần, có dám không? Dám, Nghiêm Cẩn lớn tiếng đáp. Được rồi, vậy cậu đi học đi, Lý Dục Thần nói xong lại dặn dò thêm, chuyện ngày hôm nay đừng nên nói với bất kỳ ai. Hơn nữa, chiếc bút và quyển sách kia của cậu phải bảo quản thật kỹ, sau này đừng nên nhắc đến với người khác về việc cậu gặp được Nghiêm Tử Lăng trong mộng. Nghiêm Cẩn gật đầu đồng ý, lại lễ phép cảm ơn Lý Dục Thần mới vui mừng hớn hở đi học. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, Dục Thần, cậu muốn bảo Tiểu Vân đến. Tiểu Vân cũng phải đi học mà. Lý Dục Thần đáp, để cậu ta xin phép nghỉ đi, nên để cậu ta ra ngoài gánh vác một vài chuyện. Trọng trách của nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng phải đè lên vai cậu ta. Nghiêm Tuệ Mẫn gật gật đầu, nói cũng đúng, nhưng mà để hai đứa nhỏ này đi có thể gặp phải nguy hiểm không? Lý Dục Thần cười nói, có cháu ở đây, tại sao bác phải sợ bọn họ gặp nguy hiểm? Nghiêm Tuệ Mẫn cũng cười gật đầu, đúng rồi, có người con rể này ở, còn sợ gì chứ? Lý Dục Thần gọi điện thoại cho Lâm Vân. Lâm Vân nghe thấy anh bảo cậu ta đến thành phố Mai, cùng Nghiêm Cẩn đến phá phách nhà họ Nghiêm thì vô cùng hưng phấn, lập tức xin nghỉ với trường học, bảo tài xế chạy như bay thẳng đến thành phố Mai. Bình thường từ thành phố Hòa đến thành phố Mai sẽ tốn 3 tiếng, Lâm Vân chỉ mất 2 tiếng rưỡi đã đến. Nghiêm Cẩn cũng tới nông thôn sau giờ học, vừa vặn gặp phải Lâm Vân. Hai anh em díu dít, hưng phấn cực kỳ. Lâm Vân nghe nói Lý Dục Thần sẽ dạy Nghiêm Cẩn pháp thuật thì hâm mộ, đòi học cùng. Lý Dục Thần trách cứ, cậu luyện võ thì chuyên tâm với võ đạo đi, học thật tốt những thứ tôi dạy cho cậu, đợi cậu bước vào cảnh giới tông sư, tôi sẽ truyền cho cậu cách từ võ nhập đạo. Tông sư, Lâm Vân thè lưỡi, chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ được nói ra từ trong miệng anh rể thoạt nhìn có vẻ như rất dễ dàng. Có điều, Lâm Vân thật sự bội phục Lý Dục Thần, lời nói của anh tất nhiên cậu cũng tin tưởng vô điều kiện. Lý Dục Thần nói, chốc nữa tôi sẽ còn giao thêm cho các cậu một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì ạ? Lâm Vân hỏi. Lý Dục Thần lặng lẽ nói hai câu bên tai Lâm Vân. Lâm Vân nhẹ gật đầu, hăng hái lôi kéo Nghiêm Cẩn đi. Nghiêm Tuệ Mẫn thấy bọn họ thần thần bí bí, chẳng biết muốn đi làm gì, lại nhìn Lý Dục Thần hỏi, cậu bảo. Bọn họ làm gì? Lý Dục Thần cười nói, chốc nữa bác sẽ biết, ánh nắng chiều tàn sắp tắt, Lang Trung Tôn tới. Lang Trung Tôn hơn 60 tuổi, dáng người hơi mập, trên cằm để lại một chòm râu, cõng theo hòm thuốc, nhưng thật ra có mấy phần xưa cũ của Hạnh Lâm. Nghiêm Tuệ Mẫn thấy ông ta đến thì nhiệt tình nghênh đón, Lang Trung Tôn, lại để ông đi một chuyến, thật vất vả quái. Lang Trung Tôn cười ha hả đáp, mệnh của tôi đã thế rồi, chẳng có gì cực khổ cả. Và lại,
nhà chúng tôi và nhà lão Nghiêm cũng xem như mấy đời thân nhau, thân thể của lão Nghiêm không tốt, sao tôi có thể mặc kệ chứ? Bỗng nhiên trông thấy Lý Dục Thần, ông ta không khỏi sững sờ, vị này là... Nghiêm Tuệ Mẫn giới thiệu anh là con rể tương lai của mình cũng không hay, nên chỉ nói, à, vị này là cậu. Lý, cũng đến thăm bố tôi. Lang Trung Tôn ồ à gật đầu, vẫn đánh giá Lý Dục Thần thêm vài lần. Lý Dục Thần cũng không nói nhiều, một Lang Trung mà thôi, không đáng để anh phí miệng lưỡi. Nghiêm Tuệ Mẫn còn tưởng gọi hai đứa nhỏ đến chào hỏi Lang Trung Tôn, lại phát hiện tìm không thấy Lâm Vân và Nghiêm Cẩn. Đi vào phòng trong, Lang Trung Tôn đặt hòm thuốc xuống, ngồi trước giường Nghiêm Công Nghiệp, bắt đầu bắt mạch cho Nghiêm Công Nghiệp. Lang Trung Tôn, bố tôi sao rồi? Có chuyển biến tốt hơn chút nào không? Nghiêm Tuệ Mẫn hỏi. Lang Trung Tôn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, có chút khởi sắc, từ từ đi. Hôm nay tôi lại đổi chút thuốc cho ông ấy. Lang Trung Tôn vừa nói vừa mở hòm thuốc trên bàn ra, lấy ra hộp kim châm và nhang ngải để châm cứu nóng. Quay đầu, ông ta thấy Nghiêm Tuệ Mẫn và Lý Dục Thần vẫn ở đó, không vui nói, hai người còn ở đây làm gì, ra ngoài đi. Lý Dục Thần ngạc nhiên hỏi lại, sao vậy, thầy thuốc? Chữa bệnh còn không cho nhìn sao? Nghiêm Tuệ Mẫn vội vàng giúp đỡ giải thích ấy, đây là thói quen của Lang Trung Tôn, lúc ông ta làm châm cứu và xoa bóp cho bệnh nhân là không được nhìn. Có điều, Lang Trung Tôn, cậu Lý này cũng hiểu y thuật, có thể. Lang Trung Tôn khinh thường hừ lạnh, chính là phòng loại người học chút gia lông y thuật như cậu, tôi không phải sợ học trộm, sợ cậu học được nửa vời, làm hỏng thanh danh của tôi. Làm hỏng thanh danh của ông. Lý Dục Thần cười ha ha, không nói thêm gì, quay người đi thẳng ra ngoài. Nghiêm Tuệ Mẫn hơi xấu hổ, tưởng là Lý Dục Thần ức giận nên vội vàng để lại một câu, vậy làm phiên Lang Trung Tôn rồi. Bà ta cũng vội vàng ra ngoài. Ra ngoài phòng, thấy trên mặt Lý Dục Thần không có vẻ gì là giận dữ, bà ta mới yên lòng, Lang Trung Tôn chính là người như vậy, Dục Thần cậu đừng để trong lòng. Lý Dục Thần cười đáp, cháu đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nghiêm Tuệ Mẫn khó hiểu hỏi lại, Dục Thần, tôi không hiểu, y thuật của cậu chắc chắn cao siêu hơn Lang Trung Tôn, tại sao còn phải để cho Lang Trung Tôn đến chữa bệnh? Bệnh của bố tôi rốt cuộc thế nào? Chốc nữa bác sẽ biết, Lý Dục Thần đáp. Ôi, cậu làm tôi nôn nóng chết mất thôi, Nghiêm Tuệ Mẫn lo lắng nói. Lý Dục Thần không nói chuyện nữa, ngồi yên uống trà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.